Xin chào các em. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu vào phần chữa đề. Thế thì các em cũng biết là chúng ta một đề của chúng ta sẽ có 80 câu hỏi và làm trong vòng 90 phút, tức là khoảng hơn một phút gì đó một câu, đúng không ạ? Thế thì khi làm cũng sẽ có những câu mà chúng ta làm không đến một phút, nhưng mà cũng có những câu sẽ phải mất thời gian hơn một phút thì mới có thể làm được. Thế thì chúng ta sẽ có 10 đề trong cái khóa học của chúng ta, ví dụ 10 đề nữa, thì hy vọng với 10 đề này thì cũng có thể giúp các em tăng thêm cái kỹ năng làm bài, và chúng ta cũng sẽ tăng thêm cái lượng kiến thức cần thiết để thi. Thì thật ra là cái phần lý thuyết thì tôi cũng đã hướng dẫn cho chúng ta cũng tương đối kỹ rồi, chủ yếu là những chuyên đề tổng hợp. Thế thì với cái lượng kiến thức như vậy thì khi mà áp dụng vào bài thật ra là lại cũng khác. Áp dụng cái kiến thức mà cô giáo dạy vào từng một cái bài thì lại phải có kỹ năng làm bài thì chúng ta mới ứng dụng được cơ. Vậy thì các em cũng cố gắng là làm càng nhiều đề càng tốt. Cái thứ hai là trước khi chúng ta chữa thì cũng muốn là các em chúng ta thử làm trước cái đề này. Các em tải bài về, các em thử làm trước đi. Có đáp án đúng không? Mình so xem là đáp án đó, với đáp án đó thì mình được khoảng tầm bao nhiêu điểm. Các em làm cái việc đó trước đi, sau đó chúng ta quay lại video này, chúng ta sẽ cùng chữa với nhau. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chữa. Thì phần đầu tiên của chúng ta cũng giống như rất nhiều các cái bài thi khác, đó sẽ là phần trọng âm. Stress. Bài 1, trọng âm. Thế thì câu số 1 của chúng ta như sau. Đáp án A của chúng ta có từ activity. Đáp án B, chúng ta có từ initiate. Đáp án C, chúng ta có từ diary. Và đáp án D là chúng ta delicacy. Được chưa ạ? Với 4 từ như thế này, thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái kiến thức của chúng ta ở cái bài trọng âm, chúng ta áp dụng xem là chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào bây giờ, đúng không? Nào, ở đáp án A chúng ta học rồi ạ, cái đuôi ET này, đây là một cái đuôi nằm trong quy tắc số 3, đúng không ạ? Quy tắc số 3, chúng ta có 5 quy tắc và 2 lưu ý, thì đây là đúng quy tắc số 3, đó là trước các đuôi như là ET, shin, rin, rồi thì là OG, AF, v.v. Thì trọng âm sẽ rơi vào cái âm tiết trước, cái âm tiết này, để rơi vào chữ gì ạ? Chữ T, đúng chưa? Từ thứ hai, initiate, từ này là từ có mấy âm tiết ạ? I này, ni này, chi này, s này, từ này có 4 âm tiết mà không có quy tắc gì cả. Các em lưu ý là từ này không có quy tắc gì cả, các em để ý xem, không quy tắc gì, 1, 2, 4, 5 không quy tắc gì luôn. Thì chúng ta có một quy tắc cuối cùng, đó là những từ nào, đúng không, mà không có quy tắc gì, không theo quy tắc ấy, thì chúng ta sẽ có rơi vào âm trọng âm dưới thứ 3, từ dưới lên 1, 2, 3 thì rơi vào chữ ni này, không chưa ạ? Đấy, thế thì bây giờ nhá, để ý như này, đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án B trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ 2. Bây giờ bắt đầu đến mẹo làm bài. Bây giờ có đáp án C và đáp án D. Nếu như C với D, từ nào, từ C này hoặc từ D này, từ nào rơi vào âm tiết thứ 2, ví dụ từ này rơi âm tiết thứ 2 thì từ này khoanh, đúng không? Từ này rơi âm tiết thứ 2 thì từ này khoanh, có đúng không ạ? Chỉ cần làm được 2 từ trong số 4 từ là chúng ta có cơ sở để làm đúng rồi. Vậy đây là một cái phương pháp rất dễ. Đó, đúng không? Thế bây giờ nhá, society hay là delicacy, từ nào hợp lý hơn rơi âm tiết thứ 2, đúng không ạ? Thì bây giờ hãy để ý nhé, từ này society, từ này có 4 âm tiết, society, 4 âm tiết, thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ 3 này, dưới đây, từ này mới rơi vào âm tiết thứ 2, đúng không? Tức là từ này mặc dù có 4 âm tiết nhưng cái âm y dài ấy, nó là cái âm không ảnh hưởng. Và cái từ này các em phải để ý với cái từ tính từ của nó là delicate. Thì đây là tính từ 3 âm tiết này, sau đó nó chuyển sang là delicacy thì cái âm y dài nó không ảnh hưởng, để ý nhá, s sang ac thì cái từ ac không ảnh hưởng đó. Thế thì vẫn là delicate thì trọng âm rơi âm một cơ, vậy chúng ta phải khoanh cái bàn d mới là đáp án chính xác của mình, đúng không? Và lại lưu ý là đấy, chúng ta không thể đọc là delicacy được đấy, chúng ta phải đọc là delicacy, delicate, và từ này chúng ta đọc là society, được chưa? Thế nhá, thế thì cũng để các em rõ hơn thì ở trong câu số 1 này thì tôi cũng sẽ viết cả phiên âm để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về cả ngữ âm và cả trọng âm, cả cái cách đọc lẫn là cái trọng âm của từ này. Đấy, đầu tiên là chúng ta có từ activity, từ này trọng âm rơi vào chữ T, dấu trọng âm sẽ ở trước cái nguyên âm mà có nhận trọng âm, dấu trọng âm rơi vào đây, đúng không ạ? Từ thứ hai là chúng ta có từ initiate,
initiate 就 on 在 bằng 接词 hai 呢，等一下，接着。Society 重音cũng rơi vào âm tiết thứ hai society và cuối cùng delicacy. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu delicacy, được chưa? Đấy, lưu ý cái trường hợp gốc của từ. Đây là một cái trường hợp gốc của từ food. Nó sẽ khác với những cái từ khác mà chúng ta đã học. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 2. Câu số 2, đáp án A của mình đó là từ business. Đáp án B, company. Đáp án C, compensate. Và đáp án D, đó là compartment. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta cũng áp dụng quy tắc cái đã nhỉ? Chúng ta có những quy tắc gì? Cái này rất dễ ở chỗ này là ba trong số một loạt các từ này chúng ta đều có theo quy tắc rồi. Em để ý nhá, nào business từ này có gì ạ? Ba âm tiết, danh từ ba âm tiết mà chẳng quy tắc gì. Cái từ list này là một cái đuôi nhẹ không ảnh hưởng. Busy chắc là rơi vào chữ b rồi đúng không? Busy business thì trọng âm rơi vào chữ này, âm tiết đầu, âm tiết một đúng không? Rồi company, company từ này cũng là danh từ ba âm tiết, trọng âm cũng đương nhiên rơi vào âm tiết một. Vậy C với D, cái nào rơi vào âm tiết một? Một, nếu đây là một thì khoanh D, nếu đây là một thì khoanh C. Được chưa? Thế nào? Cái này là compensate hay là compartment? Cái nào nghe hợp lý hơn ạ? Compensate hay là compartment? Cái này là compartment hay là compartment ạ? Đấy nhá, để ý nhá. Thôi thì chúng ta phân vân đúng không? Thì lại áp dụng quy tắc này. Tôi đã nói là ba cái chúng ta có thể có đáp án cho ba cái từ liền, thì ở đây nó là một cái từ chúng ta cũng có đáp án ngay này. Đây là động từ to compensate, động từ này nó bằng với động từ make up for, có nghĩa là bồi thường. Make up for, compensate có nghĩa là bồi thường. Động từ này là động từ ba âm tiết, âm cuối rất là dài, set, âm cuối dài thế này, thế thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết một, được chưa? Thế còn từ này tôi mình không ảnh hưởng. Compact thì trọng âm sẽ rơi vào chữ part này. Compact, compartment. Đó. Thế mặc dù đây là danh từ, thế nhưng mà chúng ta để ý là cái gốc của nó là compact thì trọng âm cũng rơi vào chữ âm tiết thứ hai. Vậy chúng ta phải khoanh đáp án D. Thì cũng để các em nhớ hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Viết phiên âm của các từ này. Từ thứ nhất, business. Business, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Business. Từ thứ hai, company. Company, trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Từ thứ ba, từ thứ ba, compensate, trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu vì âm cuối là dài. Động từ ba âm tiết, âm cuối dài này trọng âm rơi tiết đầu. Và từ cuối cùng, compartment. Thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, compart, compartment. Đấy ạ. Thì từ compartment của chúng ta có nghĩa là nó có nhiều nghĩa, sau này có những ý nghĩa như là có thể là cái ngăn giữa các cái toa tàu hỏa. Thì đây là hai câu đầu tiên của bài, chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3, từ đầu tiên chúng ta có từ tenant, từ số 2 hunger, từ số 3 từ số 2 result, từ số 3 hunger và từ thứ tư đó là solid, đúng không? Thì đầu tiên các bạn để ý như này, cái từ tenant đây là danh từ hai âm tiết, cho âm rơi vào âm tiết đầu. Result, từ này các bạn thấy là result có thể có trọng âm rơi vào âm tiết đầu, cũng có thể có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, tùy theo nó là danh từ hay động từ. Để ý nhé, từ này vừa là danh từ vừa động từ, cũng giống như là động từ answer, answer nhé, nghĩa là result. Thế từ này vừa là danh từ cũng vừa là động từ, câu trả lời của tôi trả lời đúng không ạ? Vừa là danh từ động từ, cái này cũng là vừa là danh từ vừa là động từ này. Thế nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu, nếu động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, vậy cái từ này thì không phải là cái từ mà để các em có thể dựa vào để làm bài. Tốt nhất là chúng ta để từ này cuối cùng. Tiếp theo nhé, từ hunger,
từ này chắc chắn trọng âm dần trên đầu. Bởi vì sao? Cái chữ R không bao giờ trọng âm, cái từ G đấy không bao giờ trọng âm, đúng không ạ? Thế thì mà hunger hơn nữa là danh từ hai mươi viết nên trọng âm dần trên đầu, đúng chưa? Thế nên là cái đáp án C là bao giờ trọng âm dần trên đầu. Đáp án A với C trọng âm đều dần trên đầu. Thì xem dần B với D như thế nào. Thế là chúng ta sẽ tiếp tục với từ solid. Từ solid thì đây cũng là từ mà nghe là gì ạ? Chất cứng ấy, đúng không? Thì là solid cũng là danh từ thì trọng âm cũng rơi vào âm viết đầu. Thế vì vậy cho nên là A này, C này, D này dâm viết đầu rồi thì đương nhiên cái đáp án ba của chúng ta là vi dao này, các em sẽ phải rơi vào điện cái từ dao và coi nó là động từ hai âm viết dao đó. Thì cũng để rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng viết phân âm của các cái từ này. Đáp án A, em feminine, đấy. Lưu ý là âm này là âm em bẹt, các trọng âm dần viết đầu vì đây là danh từ hai em biết. Nặng đói, đúng không ạ? Từ tiếp theo đó là đáp án B của chúng ta. Result. Result. Thì từ này các em sẽ cho trọng âm dần viết thứ hai. Coi như đây là động từ hai em biết. Đáp án C của chúng ta đó là từ hunger. Hunger. Thế thì danh từ hai em tiết mà âm g lại không thể đồng âm, đúng không ạ? Cái gì thì gì cũng là trọng âm dần âm tiết đầu dù là cái lý thuyết nào. Đáp án D của chúng ta solid. Solid hai em tiết danh từ trọng âm cũng dần âm tiết đầu. Đây là cái phiên âm câu hỏi số 3 của chúng ta. Đấy, các em cũng nhớ thêm danh từ hai âm tiết cho âm dần âm tiết đầu. Thế còn là động từ hai âm tiết cho âm dần và âm tiết thứ hai. Đấy, thì cái bài này các bạn thấy cũng kiểm tra toàn bộ những cái phần lý thuyết về trọng âm mà chúng ta đã học. Danh từ hai âm tiết này, đúng không? Động từ ba âm tiết này, danh từ ba âm tiết này. Đấy, rồi là các cái đuôi không ảnh hưởng này, đúng không ạ? Đấy, thế rồi là các cái đuôi ví dụ là et trọng âm rơi vào trước cái đuôi này. Rồi chúng ta chuyển tiếp sang câu số 4 xem thế nào nhé. Câu số 4. Chúng ta có những từ như sau: advantage, potential, destruction và gì ạ? Colony. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy là cái từ advantage, từ này nó sẽ từ cái gốc của nó là advantage. Thì bao giờ nó cũng rơi vào chữ van. Đấy, advantage, trọng âm rơi vào chữ thứ hai, đúng không ạ? Nếu các bạn không biết từ này, chúng ta cứ next sang câu tiếp. Ví dụ potential, từ này chúng ta học rồi. Với cái đuôi đó là gì ạ? Show. Thì trọng âm bao giờ cũng rơi vào trước, âm tiết trước cái âm này. Đó, thì rơi vào chữ ten, đúng không ạ? Potential, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Destruction, từ này chúng ta cũng học rồi luôn. Destruction thì trọng âm cũng rơi vào trước cái chữ gì ạ? Shun. Trọng âm phải rơi vào trước cái âm shun này, thì rơi vào chữ chắc. Destruction, đúng không? Thế thì B với C được rơi âm tiết thứ hai rồi. Thì chúng ta xem là cái âm tiết thứ hai này sẽ ghép vào câu A hay ghép vào câu D. Ví dụ nếu là câu A thì đó là advantage, đúng không? Nếu là câu D là sẽ là colony, đúng không ạ? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ xem là một cái là advantage, một cái là colony này. Từ nào rơi vào âm tiết thứ hai thì không chọn từ đấy. Được chưa? Thì từ này dẫn đến thứ hai hay từ này dẫn đến thứ hai, từ nào nghe hợp lý hơn? Cái này là advantage hay cái này là colony? Các bạn thấy là colony nghe là thấy nó không hợp rồi, đúng không ạ? Mà hơn nữa từ này lại là gì? Ba âm tiết, không quy tắc gì, giống như là company ấy. Thế các bạn thấy là company dẫn tiết đầu đúng không? Colony cũng rơi vào âm tiết gì? Đâu? Lý gì để rơi vào âm tiết thứ hai đâu? Đúng không ạ? Trong khi đó advantage thì nó rơi vào chữ van, nghe chừng là hợp lý hơn, đúng không ạ? Thế như vậy là từ này dẫn đến thứ hai được. Thì từ kia không dẫn đến thứ hai được thì khoanh cái từ colony, đúng chưa? Rồi, đấy là cách chúng ta có một cái mẹo để chúng ta làm như thế thì cũng sẽ giúp các em làm được tốt hơn cái phần bài này. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái từ đầu tiên, advantage. Advantage thì từ này trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Đáp án B chúng ta là chúng ta có từ potential. Potential à, trước cái chữ show này trọng âm rơi vào âm tiết gì ạ? Ten, âm tiết thứ hai. Đáp án C
destruction. Destruction thì trọng âm cũng rơi vào chữ gì ạ? Struck. Trước cái âm sừng, trọng âm sẽ rơi vào chữ struck, destruction. Và cuối cùng, đế quốc, colony. Colony, danh từ ba âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết, đồng. Thế vậy là ở câu hỏi này chúng ta đã ôn tập tiếp. Vậy là trước cái đuôi sổ, trước cái đôi sừng thì trọng âm sẽ rơi vào ngay trước cái âm này. Và như tôi đã nói trong cái lý trước để bài trọng âm, đó là nhiều khi các em chỉ cần làm được hai đáp án thôi. Biết chắc cái này và cái này thôi, đúng chưa? Biết chắc B với C là đã có thể làm được câu này rồi, chứ còn chưa cần thiết là các em phải biết hết cả bốn từ. Đấy là cái mẹo mà riêng chúng ta mới có được, đúng không ạ? Đấy, đây nhá, tôi sẽ nói lại cái mẹo này để lớp mình có thể là lưu ý này. B với C mà cùng nhau là cùng rơi vào âm tiết thứ hai rồi, chắc rồi. Chắc ngay bởi vì đây là lưu ý có rồi, đúng không ạ? Chắc rồi hai cái này được rơi vào âm tiết thứ hai. Cái này hai, thì đương nhiên có một cái là cũng hai và một cái là khác đi, đúng không ạ? Thì ta sẽ lấy cái hai này chúng ta ghép vào hai còn lại. Cái nào cũng rơi vào hai nữa, ví dụ cái này là hai thì đương nhiên khoanh cái này, cái này là hai thì khoanh cái này, được chưa? Thế còn nếu như B với C mà khác nhau như thế nào, ví dụ giả dụ nhé, B là rơi vào âm tiết thứ hai, còn C lại rơi vào âm tiết thứ nhất, thì nhất định là khoanh hoặc B là khoanh hoặc C, đúng không? Thì chúng ta sẽ ghép cái hai này với cái còn lại và ghép cái một này với cái còn lại xem cái nào hợp lý hơn. Thì nếu như một mà hợp lý hơn thì khoanh B, nếu mà hai hợp lý hơn thì khoanh C, đúng không? Đấy, thế nên là lúc nào các em cũng chỉ cần làm đúng được hai từ thôi thì là đã có cơ sở để làm đúng toàn bộ cái một cái câu trọng âm rồi, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ giải tiếp với câu số 5. Câu số 5 của chúng ta là có những từ như sau. Thứ nhất, animal. Từ thứ hai, essential. Từ thứ ba, manual. Và từ thứ tư, đó là spectacle, đúng không ạ? Thế mà các em để ý nhá, đầu tiên từ animal chúng ta là danh từ gì? Mấy âm tiết ạ? N này, ni này, mồ này, đúng không? Animal đương nhiên là rơi vào âm tiết thứ nhất, animal, đúng không? Từ thứ hai, manual, à essential, từ này trọng âm rơi vào âm tiết gì ạ? Âm tiết hai, bởi vì là trước cái gì ạ? Show này thì trọng âm lại rơi vào trước cái âm tiết trước cái âm show, essential, thì đương nhiên phải rơi vào âm tiết thứ hai. À như vậy là A rơi vào âm tiết thứ nhất, B rơi vào âm tiết thứ hai, thì chỉ có khoanh A hoặc là khoanh gì? B thôi. Thế bây giờ chúng ta ghép xem cái âm tiết 1 và âm tiết 2 ghép vào những từ còn lại là từ C và từ D. Chúng ta có từ manual và từ spectacle. Hai từ này sẽ bắt buộc phải cùng rơi trọng âm vào âm tiết thứ nhất hoặc cùng rơi trọng âm vào âm tiết thứ hai. Giả dụ rơi vào âm tiết thứ hai, manual, đúng không? Spectacle, đấy, thì là rơi vào âm tiết thứ hai. Thế còn nếu mà rơi âm tiết thứ nhất thì nó sẽ là gì ạ? Manual, spectacle. Em thấy cái nào hợp lý hơn? Ví dụ manual thì đương nhiên trọng âm rơi vào âm tiết gì ạ? Một. Chúng ta không có ai đọc là manual, đúng không ạ? Hay gọi là spectacle, cũng thế. Thì trọng âm cũng phải rơi vào âm tiết 1 là spectacle, 3 âm tiết, không quy tắc gì, trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Đấy, hai cái từ đấy chúng ta đều rơi âm tiết đầu thì suy ra đáp án đúng sẽ phải là đáp án B. À, thế bây giờ thì chúng ta sẽ viết cái phiên âm để các em nhìn rõ hơn nhé. Đáp án A, chúng ta. Animal. Một này, hai này, ba âm tiết này. Animal thì danh từ ba âm tiết, trọng âm phải rơi vào âm tiết đầu. Đáp án B của chúng ta đó là essential. Essential. Thế là trước âm show đúng không? Trọng âm rơi vào chữ gì? Sen. Essential học rồi. Đấy. A là rơi vào âm tiết 1, B rơi vào âm tiết 2. Thì bây giờ hãy lựa C với D. C của chúng ta manual. Từ này bám tiết manual, bám tiết không có quy tắc gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ rơi vào âm tiết đầu. Và từ cuối cùng đáp án D, spectacle. Đấy, thì ba âm tiết cũng không có cái gì thì cũng rơi vào âm tiết đầu. Đấy, ba từ này rơi vào âm tiết đầu thì từ này sẽ rơi vào âm tiết thứ hai thì sẽ khoanh từ này. Đấy, khi mà các em đã chắc A với B rồi thì sẽ gì ạ?
là có thể làm được bài này một cách khá suôn sẻ. Đó, thì trong cái câu số 5 này chúng ta cũng sẽ ôn tập một cái lưu ý, đó là từ mà bam tiết 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, không quy tắc gì. Đó, có em nào nói tôi quy tắc cái, làm gì quy tắc gì, đúng không? Không rơi vào âm quy tắc 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, hay là hai lưu ý chúng ta đã học luôn, đúng không? 5 quy tắc, hai lưu ý, không có quy tắc nào luôn, không có lưu ý nào luôn. Thế như vậy thì không có quy tắc gì thì giờ bấm tiết thứ ba từ dưới lên, mà từ này có ba âm tiết, thứ ba từ dưới lên tức là giờ bấm tiết đầu, đúng không? Thì A, B, C và D đều rơi vào cái lưu ý như vậy. Thì qua cái bài này thì chúng ta cũng nhớ hơn về các cái quy tắc và các cái lưu ý mà chúng ta đã học trong bài trọng âm, đồng thời cũng nhớ về một cái mẹo mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây. Thế bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang bài tập số 2, đó là bài điền từ. Bây giờ ta sẽ tiếp tục với bài hoàn thành câu, đúng không ạ? Thì với một cái đề thi đại học, bao giờ cái bài này cũng sẽ có nhiều câu. Bởi vì chắc là các thầy cô cũng biết là phần này là cái phần tủ các em, đúng không ạ? Ai cũng thích luyện phần này, bởi vì sao? Câu nó ngắn, làm được nhanh, làm được nhiều. Mà nhiều câu thì ai cũng chăm chăm là thích làm cái bài này. Thế thì hy vọng là cũng là cái phần tủ các em thì các em làm cho tốt, làm thật tốt vào. Có khi là đúng hết thì càng tốt, đúng không ạ? Thì trong cái bài này thì về phương pháp hay là về mẹo thì cũng không có nhiều, bởi vì nó nhiều quá thì cũng không biết nói cái gì. Thì về cái chung nhất thì tôi nhắc lại chúng ta là có hai cái phần chính. Đầu tiên là các em nhìn cho tôi vào bốn cái đáp án ABCD nhé. Ngay lập tức nhìn vào câu thì đừng có đọc câu vội. Các em nhìn ngay cho tôi vào bốn đáp án ABCD thì các bạn sẽ nhìn là nhìn ngay lập tức thì các bạn sẽ phát hiện ra đây là sẽ thuộc hai dạng câu hỏi. Một đó là dạng câu hỏi ngữ pháp và hai là dạng câu hỏi từ vựng. Nhìn vào phát hiện ra ngay, không biết có phải được không thì như thế nào. Nếu như là câu hỏi ngữ pháp thì các bạn nhìn thấy là một loạt thì và động từ, đúng không? Hay là ví dụ như là to be, hay là động từ thường, hay là chia ở thì gì, quá khứ, hiện tại, tương lai, hay chủ động, bị động hay cái gì đấy, đúng không? Hay là verb in hay ed nào ấy? Thì đấy là những cái câu hỏi gì ngữ pháp. Thêm câu hỏi về từ vựng, câu hỏi từ vựng thì ví dụ như là cả bốn từ nó đều là tính từ, nhưng mà bốn từ đấy trông hoàn toàn khác nhau, không giống nhau chữ nào, hoàn toàn khác nhau luôn, thì đấy sẽ là câu hỏi từ vựng, đúng không? Câu hỏi từ vựng thì đòi hỏi là ví dụ mình phải điền một cái từ nào đấy phù hợp với văn cảnh vào cái câu đấy, thì nó sẽ chia ra hai cái dạng câu hỏi này. Thế và hai dạng câu hỏi này là chắc chắn là sẽ chiếm cái tỷ lệ là trong cái bài thi này cũng rất là nhiều, và hầu như là thực ra cũng chỉ có hai dạng câu hỏi này thôi, một là ngữ pháp và hai là từ vựng. Thì đương nhiên với hai dạng câu hỏi này thì chúng ta cũng có cái làm giống và khác nhau. Thì với câu hỏi ngữ pháp ấy, đầu tiên các em nhìn ABCD thấy ra là kiểu này là chắc là kiểu ngữ pháp đây, đúng không? Thì lập tức là các em nhìn vào chỗ trống, các em xem là cái câu này thì là các thầy cô hỏi mình cái dạng ngữ pháp gì đây, đúng không ạ? Người ta đề hỏi mình cái dạng ngữ pháp gì đây thì nhìn vào, cố gắng nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, rồi nhìn cả câu, xem chủ ngữ chính đâu, động từ chính đâu, nghĩa từ cần điền nó thiếu cái gì, dạng ngữ pháp gì, cấu trúc gì. Thì rồi thì các em sẽ làm được câu hỏi ngữ pháp này. Thế còn đối với câu hỏi từ vựng thì cách làm lại hoàn toàn khác. Nhìn thấy ABCD thì khác hẳn nhau. Chắc là từ vựng rồi. Nếu đã là từ vựng thì một là các em nhìn vào cái từ liền trước và cái từ liền sau ở chỗ trống đấy, xem có ra cấu trúc đặc biệt gì không liên quan đến cái từ vựng đấy không. Nếu mà vẫn nhìn không ra thì lập tức là dịch luôn câu từ đầu đến cuối để làm cái câu hỏi này, bởi vì chắc chắn phải dịch thì mới ra được cái nghĩa để mà ra mà làm cái câu hỏi từ vựng này. Đấy ạ, như vậy là ngay lập tức chúng ta có chiến lược ngay từ đầu để làm cái bài này. Vì chiến lược ngay thì bài này chúng ta phải làm nhanh, phải làm đúng để còn dành thời gian làm đọc hiểu, chứ không là rất là thời gian, đúng không ạ? Thế thì đấy, thì với hai dạng câu hỏi này, chiến thuật như thế, các em hết sức lưu ý. Vậy chúng ta sẽ ngay lập tức vào ngay câu hỏi số 6. Như là 4 đáp án ABCD, thì thấy đây là câu hỏi ngữ pháp, bởi vì thấy lại có speak rồi lại có does, vân vân, có trợ động từ, động từ, thì đây là câu hỏi ngữ pháp rồi. Nhìn vào chúng ta thấy là cái câu này có từ so ở phía trước này. Pierre speaks English so well and so gì đó. Thì các bạn thấy là so mà đứng ở phía sau thế này rõ ràng là đang ở cái tình trạng gì đấy ạ? Bảng ngữ, đúng không? Pierre thì nói tiếng Anh tốt và gì ạ? Lucille thì cũng vậy. Thì cũng vậy ở đây với cái từ speaks chúng ta đã là động từ thường rồi. Động từ thường rồi. Thì khi mà chúng ta dùng cái từ so này, so với to, đúng không? Nếu mà là to thì là and she Lucy này, does too, Lucy hoặc she được, and she does too, hoặc là so does she, đúng không ạ? Tại đây thì các em sẽ ôn tập thêm cho tôi về either với neither, either với neither, đúng không ạ? Thì neither với neither là câu phủ định, to với so là câu khẳng định, và nhớ là so với neither thì có hiện tượng đảo ngữ. Thì ở đây là does she hay là does Lucy cũng vậy, thì suy ra câu 6 thì chúng ta phải lựa chọn đáp án đúng là đáp án D,
Đúng ạ. Câu này là một câu rất dễ, hy vọng chúng ta làm được. Câu số 7. Nhìn ABCD lập tức biết ngay câu hỏi ngữ pháp. Thế câu hỏi ngữ pháp bên này thì xem là ngữ pháp gì. Và câu này chúng ta với cái chủ ngữ đó là either of the men. Either of the men. Gì đó, cần chia động từ vào đây. Đúng không? Thế thì đấy là either of the men, tức là hoặc một trong hai người đàn ông. Either này chắc chắn là chỉ có hai người thôi. Và either thì tức là một trong hai người. Và một trong hai tức là chỉ có một người. Và một người thì là số ít. Đúng không? Số ít. Nếu mà là số ít thì ở đây chỉ có mỗi một cái từ đáp án D là số ít thôi. Hay thế. Thế còn là A, B và D thì đều là số nhiều. Thế như vậy chọn D rất hay. Thế thì nếu như mà đi thi mà các em, trường hợp các em không biết là either đúng không? Thì chia số ít số nhiều thì cũng chớ may rủi theo kiểu là số ít hay số nhiều. Nó chấm chùi may rủi số ít số nhiều đúng không? Mà các em thấy ngay là A, B, C đều số nhiều tất, có mỗi D là số ít thôi thì cứ khoanh cái ít cho tôi. Đấy. Thì khả năng đúng cao hơn. Thế còn nếu như mà neither thì sao? Neither thì sao? Neither thì cũng gì ạ? Cũng là số ít thôi, vì neither nghĩa là không ai cả. Không ai cả thì cũng là số ít. Vậy either với neither thì luôn luôn cộng số ít. Lưu ý nhá. Thế còn câu số 8 của chúng ta. Đây là câu hỏi về cấu trúc. Cấu trúc gì? Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. A, B, C, D, một cái là the, the hour. Đáp án B là an hour. Đáp án C là every hour. Và đáp án D là hour. Mà phía trước nó lại từ by. Suy ra cái này là sẽ đi theo cái từ là pace, by, cái gì đấy hour. Trả theo giờ ấy đúng không? Và trả theo giờ thì rõ ràng chúng ta bây giờ có một công thức là pace, by, gì, hour. Không biết công thức này thì không làm được câu này. Và câu này chọn đáp án A. Chúng ta không phải giải thích nhiều. Công thức rồi. Đúng ạ. Rồi, câu số 9. Câu 9 này là câu mà các em có thể làm được đây. Các em thấy nhá, đứng ở đầu câu là có citation. Sau đấy là and you will succeed. Thì đáp án A ra là to be, đáp án B là be, đáp án C là A, đáp án D là being. Để ý nhá. Thế còn nếu mà bây giờ đã là patient rồi, mà nếu như các em chia là A hoặc là A patient thì không ổn. Đúng không? Vì đứng ở đầu câu mà tự dưng là A patient thì không ổn rồi. Đấy, vậy ít nhất cũng phải là they are patient, cái gì gì đấy, hoặc you are patient and you will succeed. Đúng không? Phải có chủ ngữ chứ, tự dưng là A patient sai ngay. Đáp án C là không bao giờ ổn. Thế còn lại là đáp án A, B và D thì có thể là đứng đầu câu thì chúng ta thường hay sử dụng việc mệnh lệnh thức. Mệnh lệnh thức thì tức là bình thường mệnh lệnh thức là các em dùng động từ nguyên mẫu đứng đầu câu luôn đúng không? Ví dụ đứng lên, stand up, hãy đứng lên và bạn sẽ thành công, stand up and you will succeed. Ví dụ thế. Thế bây giờ nó không phải là stand up mà nó là cái gì đấy đi với tính từ patient. Patient là tính từ kiên nhẫn. Mà nếu mà tính từ gì đấy thì động từ là động từ to be. Động từ to be mà phải chia nguyên thể của to be thì nó là chữ gì ạ? Chữ be thôi. Được chưa? Chứ còn là to be hay being thì nó không phải là nguyên thể, nó là dạng thức, giống như kiểu là to verb với lại being ấy. Đấy, nó là danh động từ với động từ nguyên mẫu ấy, đúng không? Thì là to verb với being lại khác. Thế còn là đứng đầu câu, người ta nói là stand up hay người ta nói là to stand up and you will succeed, cũng phải, đúng không? Chỉ nói là stand up and you will succeed. Mà stand up đấy thì nó giống như là be patient and you will succeed. Đấy, thì các em phải có cái sự liên hệ. Như vậy câu này mà nếu chúng ta đã chọn đáp án B, à chúng ta chọn từ be, thì đáp án sẽ là đáp án D. Be patient, hãy kiên nhẫn và bạn sẽ thành công. Câu 10 của chúng ta là một câu hỏi đuôi. Susan comes here by bus, doesn't she? Đúng không? Thì các em thấy là ở đây câu hỏi đuôi này cũng cái hay ở chỗ là người ta hỏi luôn ở tại khẳng định ở về trước, người ta là Susan comes ở đây luôn này. Đó, chấm chấm này. Ở phía sau người ta dùng doesn't she. Câu này vẫn là còn là câu dễ. Nếu mà tôi là người ta đề, tôi không ra câu dễ như thế này. Tôi ra câu là Susan doesn't come here. Does she? Thì lớp mình là kiểu gì cũng sẽ có người làm nhầm. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói lại về cái câu đấy của tôi sau. Thế còn bây giờ quay lại đề, chúng ta có từ yes she does, yes she will, no she doesn't và no she won't. Đúng không? Thế thì các bạn thấy là câu 10 này của chúng ta là cái cấu trúc khi người ta hỏi, người ta trả lời á. Thì chỉ đơn giản là gì ạ? Cô ấy đến đây phải không? Thì mình trả lời là vâng, cô ấy sẽ đến thôi. Thì như thế đáp án A là đúng nhất là gì ạ? Yes, she does. Cô ấy có đến, thế là xong.
Được chưa? Thế còn là những đáp án khác thì là với từ will thì chúng ta cũng không dùng. Đó. Thế thì bây giờ nếu như câu hỏi đuôi, mà nếu như mà conclusion mà doesn't come, mà does she, thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào? Thì bây giờ lớp mình để ý nhá. Bây giờ câu này là câu phủ định đúng không ạ? Khi mà người ta dùng câu hỏi đuôi mà mang tính chất là câu phủ định như này thì ý người ta là người ta muốn người khác đồng tình với cái ý phủ định của mình. Cũng giống như câu trên nhé, Susan come, doesn't she, thì người ta cũng muốn là người, thực ra khi dùng câu hỏi đuôi người ta muốn cái người nghe đồng tình với mình. Mình nói là Susan đến mà mình cũng muốn người khác đồng tình với mình là Susan cũng đến, cho nên mới trả lời là yes she does. Thấy chưa, cô cũng đến đấy. Thế là đồng tình. Thế câu này tôi nói là Susan không đến, ý tôi là phủ định rồi. Tôi muốn các bạn cũng đồng tình với tôi là Susan không đến, đúng không? Thì khi các bạn đồng tình thì các bạn cũng phải, ví dụ tôi lắc Susan không đến thì các bạn cũng lắc. Ừ, đúng không? Tôi không đến. Đấy, thì cái chỗ này mình sẽ phải dùng cái câu là no, she doesn't để các bạn đồng tình với tôi. Bao giờ câu hỏi đuôi nó có mang tính chất là kéo người khác đồng tình với mình. Cho dù mình khẳng định thì người ta đồng tình với mình phủ định thì người khác cũng đồng tình với mình. Thế còn nếu như trong câu này, đúng không? Mà các bạn không đồng tình thì bạn sẽ nói ngược lại, đó là có, cô có đến, thì mình phải dùng là yes, she does. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì cũng có thể giống nhau. Nhưng trên thực tế, như câu số 10 này thì các bạn phải lựa chọn đáp án A. Bởi vì sao? Cái lý thuyết câu hỏi đuôi bao giờ cũng là muốn người khác đồng tình với mình nên phải chọn A mới đúng. Thế còn nếu như doesn't come thì chúng ta phải chọn cái no, she doesn't. Đó, hãy xin lưu ý nhé. Câu số 11, you do it your own way, I do it mine. Mà các bạn thấy là bốn đáp án A, B, C, D bây giờ có từ although, to so, to and và to even dịch luôn. Although là mặc dù, so là vì vậy, and là phải, và even là thậm chí. Even thậm chí. Thế bây giờ nhá, tôi sẽ làm cái việc đó theo cách của tôi. Mặc dù vậy, tôi sẽ làm cái điều đó của, bạn sẽ làm cái điều đó theo cách của bạn. Mặc dù tôi sẽ làm cái điều đó cách của tôi. Hay là bạn sẽ làm việc đó theo cách của bạn, vì vậy tôi sẽ làm cái việc đó theo cách của tôi. Hay là bạn sẽ làm cái việc đó theo cách của bạn và tôi sẽ làm cái việc đó theo cách của tôi. Thế ý này nghe hợp lý hơn đúng không ạ? Đáp án C. Thế còn là bạn sẽ làm việc đó theo cách của bạn, thậm chí tôi sẽ làm nó theo cách của tôi. Thế là không hay. Vậy chúng ta thấy cách hợp lý nhất đó là bạn sẽ làm cách của bạn đi, thế và tôi thì sẽ làm theo cách của tôi, đúng không ạ? Thế đáp án C với từ E là từ hợp lý nhất. Từ này các em phải dịch nghĩa và văn cảnh thì chúng ta mới làm được. Câu 12, câu này tôi sẽ giải thích nhanh. Always gì đấy, honest, in whatever you do. Chỗ này chúng ta cũng dùng mệnh lệnh thức giống như là câu số 9. Ở câu này chúng ta cũng dùng đáp án D là động từ to be. Đứng ở đầu câu phải dùng infinitive của động từ to be. Mà đứng ở đầu câu là không có to, đúng không ạ? Đấy, thì dùng infinitive without to là đáp án D với từ be. Câu 13, câu này hay. Khi hy vọng là khi chúng ta học xong cái câu này thì sau này khi các em gặp đề thi, bất kỳ gặp những câu như thế này chúng ta làm đúng luôn. Thì bây giờ nhá, câu này lý thuyết của nó như thế này: đầu câu cái gì đó này, chấm chấm này, sau đó này phẩy này, ở phía sau chúng ta có một cái chủ ngữ với động từ. Công thức của chúng ta có một câu như này, được chưa? Thì các em phải để ý như này nhá, cái vế đầu câu, cái đầu câu như này cộng với một cái gì đấy nó không thành câu hoàn chỉnh, thì tức là nó sẽ phải phụ thuộc vào cái vế phía sau. Thế phía phía sau chúng ta có chủ ngữ động từ này thì cái chủ ngữ này sẽ đồng thời là chủ ngữ của cái bên này luôn, chủ ngữ của cái hành động này, được chưa? Thế mà cái hành động này thì bây giờ chỉ có hai kiểu, một là going hay là ed thôi, mẹo luôn, chúng ta học mẹo luôn. Thì đây sẽ là chỉ có going của ed đó, hoặc là to verb mang trên mục đích. Thì bây giờ to verb thì chúng ta bỏ qua, to verb mục đích rất dễ. Nhưng trong trường hợp mà nó giảm câu cuối cùng chủ ngữ thì có một dạng chủ động là chúng ta giảm vào going, chỗ này có thể là going hoặc có thể là ed. Đấy, và cái chủ ngữ của nó là ăn nhập với cái chủ ngữ phía sau luôn. Ví dụ câu này nói luôn cái gì đấy, at the corner a brick fell on his head. Thì nếu như mà ở dạng là going hoặc ed á thì với câu này chủ ngữ của nó là a brick, đúng không ạ? Cái từ turn của chúng ta ở đây là từ rẽ, tức là rẽ vào góc đường thì một cái viên gạch rơi vào đầu anh ta. Thì nếu như mà các bạn để cái từ đáp án A và đáp án C là turning và having turned thì từ này sẽ mang nghĩa là con cái viên gạch này, đúng không, nó rẽ vào góc đường và cái viên gạch nó rơi vào đầu anh ta. Thực tế ra cái việc rẽ vào cái góc đường đó là anh ta rẽ chứ không phải là viên gạch nó rẽ, đúng không? Mà anh ta rẽ vào cái góc đường đấy và bất chợt một viên gạch nó rơi vào đầu, đúng không? Thế mà nếu như chúng ta dùng verb ở đáp án A và đáp án C như câu này
Thì hóa ra là viên gạch nó rẻ. Đúng không ạ? Và như thế là sai, viên gạch làm sao mà rẽ được vào đường. Thế cho nên là hành động này của anh ấy thì chỉ dùng từ khi thôi. Thì chúng ta có đáp án B và đáp án D là khi anh ấy rẽ vào góc đường thì một viên gạch rơi vào đầu anh ta thì ok. Đúng không? Thế thì nếu như mà các bạn chọn đáp án D, phải là D đúng không? Thì là he turned at the corner. Nếu mà he turned thì đấy thì hai câu tự dưng lại he turned at the corner, a brick fell on his head. Hai câu chủ ngữ vị, chủ vị phẩy ở giữa, làm sao mà được? Đúng không ạ? Chẳng có câu gì mà tự dưng lại chủ vị xong rồi thích lại phẩy cái xong lại chủ vị tiếp. Ít nhất là phải có từ when nối vào cái đáp án B thì mới đúng. Tức là khi anh ấy rẽ vào cái góc đường đấy thì một viên gạch rơi vào đầu. Đúng không? Đó. Thì chúng ta phải lựa chọn đáp án B là mới là đáp án đúng. Giải thích thì dườm ra như vậy. Nhưng mà sau á, thì các em chỉ cần như này. Các em nhìn thấy một trong bốn đáp án nó có cái dạng verb in hoặc P2. Thì lập tức các em nghĩ xem là hai câu này liệu có cùng chủ ngữ được không? Chủ ngữ này mà thường là vật ấy, thì không trùng được. Được chưa? Đấy. Hoặc là nếu không mà chủ ngữ là vật thì chỗ này phải là bị động, ED. Đấy. Còn nếu mà verb in thì không trùng được. Thế tùy theo nhá. Các em sẽ xác định xem những cái dạng mà có verb in với ED thì xem với cái chủ ngữ này nó có in với ED được không? Nếu không được thì phải tách ra làm hai câu, hai chủ ngữ khác nhau. Đấy, hai chủ ngữ khác nhau thì lựa chọn như là đáp án B là chính xác nhất. Cứ như thế. Đấy, tiếp tục sang câu 14. Câu 14 này thì nhiều em, đầu tiên là nhiều em lựa chọn là đáp án B, đúng không ạ? Là for. Thế như này nhá, với cái động từ to leave là rời, thì chúng ta cũng có đi với từ for. Nhưng mà leave for, before thì thường hay cộng với lại một cái địa điểm nào đấy và mang nghĩa là rời đến cái nơi đấy, đúng không? Ví dụ như là tuần sau tôi sẽ chuyển đến Hồ Chí Minh, thì tôi nói là I will leave for Hồ Chí Minh City next week. Đấy ạ, thì leave for là đi đến cái đấy cơ. Đấy ạ, thì chúng ta không dùng là for cộng với một khoảng thời gian đối với từ leave, bởi vì cái động từ leave là động từ nó không mang tính chất quá trình. Khi nào phải kịp quá trình thì chúng ta mới dùng for 20 minutes. Ví dụ chúng ta học nãy giờ được 20 phút rồi thì là for 20 minutes hoặc for 12 minutes, đúng không? Chứ còn là ở đây chúng ta thấy là động từ leave để rời đi, xong lại trong khoảng 12 phút thì không có. Leave nó không phải quá trình, leave nó rất là ngắn thì không dùng for được. Thế thì ở đây chúng ta cũng không dùng từ at. Từ at là giới từ chỉ một cái gì ạ? Một cái giờ thôi, dựa vào lúc 12 giờ thì at được, thế này không được. True cũng không được. Đây chúng ta dùng cái từ in. Hơn nữa các bạn thấy là ở đây nhá, in cộng với lại một cái khoảng thời gian thì chúng ta sẽ phải chia ở thì tương lai. Và cái cụm này có mang nghĩa là trong bao nhiêu phút nữa. Trong bao nhiêu phút nữa. Ví dụ tàu sẽ rời cái ga Pennsylvania trong 12 phút nữa, thì in 12 minutes có nghĩa là trong 12 phút nữa, thì đương nhiên dùng will. Và đây cũng là cái dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn giản. Và nếu như các em nhớ cái dấu hiệu nhận biết này thì đương nhiên là câu này một giây thì xong, đúng không ạ? Câu 15. I bought gì đó yesterday. Thì đáp án A của chúng ta là trouser. Đáp án B a pair of trousers. Đáp án C a trousers. Và đáp án D là the trousers. The trouser. Thế các em để ý nhá, cái từ trouser chúng ta là quần. Thì chúng ta học trong cái bài danh từ á, thì những cái từ mà luôn luôn phải để số nhiều, ví dụ trousers, ví dụ như là shoes, ví dụ như là shorts, ví dụ như là pants, ví dụ như là mắt kính, glasses, đó thì là đều để dạng số nhiều. Vì sao? Tại vì là ống quần, quần có hai ống thì trousers luôn luôn số nhiều, shoes giày có hai cái đi với nhau thì cũng số nhiều, shorts là quần, quần sóc thì cũng hai ống, pants cũng thế, hoặc là glasses là kính, mắt kính với tội phải hai mắt thì nó mới thành cặp thành đôi với nhau được, đúng không? Thế cho nên những từ này luôn luôn ở dạng số nhiều. Và nếu như các bạn muốn dùng số ít thì các bạn phải dùng thành là một cái quần, a pair of trousers, một đôi giày, a pair of shoes, đấy ví dụ thế. Thì mình phải thêm cái là một đôi hay là một chiếc, a pair thì mới thành số ít được. Thế thì bây giờ nhá, đáp án A của chúng ta là a trouser, sai. Trouser luôn luôn đi s gì, đúng không ạ? Sai. Đáp án C của chúng ta là a trouser, sai ngay, bởi vì là a đã có a rồi phía sau lại còn s gì, sai ngay. Đáp án D của chúng ta là the trouser, giá như có s gì ở đấy thì lại đúng, nhưng mà ở đây không có s gì nên lại sai. Đây là đây phải chọn đáp án B, đó là a pair of trousers. Như thế này thì mới là đúng này.
Đó, nhá. Câu 16. The Greek islands are very with tourists in the summer. Ở đây chúng ta có từ keen, từ suited, từ popular và từ appealing. Đây là câu hỏi từ vựng rồi đây. Điền từ nào cho phù hợp với từ with tourists, đúng không? Và nhớ là cái từ island nó là gì? Âm S là âm câm, các em phải đọc là island chứ đừng đọc là Iceland sai. The Greek islands are very, ở đây chúng ta loại ra hàng C, popular with. Popular with. Rất là phổ biến, rất là nổi tiếng với ai á thì dùng popular with. Chúng ta không dùng từ suited. Nếu mà suited thì các em nên dùng cái từ suitable for. Thích hợp với ai nghe có lý hơn là dùng suited. Nếu mà keen là thích đúng không? Hòn đảo này lại thích khách du lịch không phải? Keen này bao giờ mình dùng to be keen on. To be keen on. Thì keen on này ví dụ là người nào đó thích cái gì? Rồi tôi thích đọc sách. I'm keen on reading. Thì như thế thì ok. Chứ còn là hòn đảo mà đi thích khách du lịch này là không được rồi. Đúng không? Còn appealing. Appealing cũng là từ thu hút. Như chúng ta có từ appealing hoặc là từ attractive. Thì từ này đi với từ to. Cuốn hút đối với ai ấy, thì dùng từ to. Chứ mình lại không dùng từ with. Đấy. Sau đây là with thì chúng ta phải dùng tính từ. Đáp án C là popular. Câu số 17. The school feed all students with the materials they need for outdoor classes, so you don't need to buy anything. Thì đáp án A chúng ta provides, đáp án B là gives, đáp án C là points, và đáp án D là indicates. Thì với bốn từ này, cái lưu ý lại là câu hỏi từ vựng đúng không? Bốn từ hoàn toàn khác nhau rồi, từ vựng. Thế thì phải nhìn vào xem mà có cấu trúc câu gì không, mà hoặc là có văn cảnh gì không. Trường học, cái gì đấy sinh viên với những cái nguyên vật liệu cần thiết cho cái lớp học, vì vậy mà không cần phải mua gì hết. Thì đây là cung cấp đúng không? Hơn nữa là với cái động từ provide, thì provide somebody with, cung cấp cho ai với cái gì ấy, thì phải dùng từ with. Thế nên ở đây các em phải lựa chọn đáp án đúng là đáp án A thôi. Được chưa? Provide, supply cũng thế, supply somebody with, nhưng ở đây không có từ supply, nó chỉ có từ provide thôi. Từ give là đưa cho, từ say là point là chỉ ra là dùng point out, chỉ vào đâu dùng point at, chứ không có point somebody with, đúng không? Indicate cũng là chỉ ra, đúng không? Câu số 18. The discovery of the steam engine was certainly a major leader in science in the 18th century. Lại là câu hỏi về từ vựng. Học sinh hầu như ai cũng sợ câu hỏi từ vựng bởi vì các em lười học từ mới, đúng không? Thế là câu này nhá. Sự phát minh ra cái gì đấy. Thực ra đây là máy hơi nước, chúng ta có được dịch là cái gì đấy đúng không? Chắc chắn là một cái gì đấy trong ngành khoa học ở thế kỷ thứ 18. Thì đáp án A, approach là tiếp cận. Đáp án B, breakthrough. Breakthrough từ này là đột phá. Đáp án C, expectation, đấy là sự mong đợi. Và đáp án D là outbreak là sự bùng phát. Ví dụ bùng phát dịch bệnh thì dùng từ outbreak. Thế nào? Thế ở đây sẽ dùng gì ạ? Breakthrough, đúng không? Breakthrough là một trong những cái đột phá lớn. Đấy, thì phát minh ra máy hơi nước chắc chắn là một cái đột phá lớn trong ngành khoa học thế kỷ 18. Nhờ đó chúng ta có tàu hỏa đó. Đáp án B, breakthrough, từ này nghĩa là đột phá. Đột phá, đây là một danh từ rất hay. Nhiều em không biết từ này là danh từ, mà càng không biết đâu nghĩa là đột phá, một từ hay như thế. Đúng không ạ? Thế còn từ tiếp cận với từ mong đợi với lại từ bùng phát dịch bệnh thì không phải. Outbreak chúng ta rất hay dùng để nói về dịch bệnh ấy. Các em lưu ý, outbreak. Danh từ bùng phát về dịch bệnh. Chúng ta tiếp tục với câu số 19, ở đây cũng lại là một câu hỏi từ vựng. The doctor thought he had to stay in hospital longer because of unexpected gì đó. Nhìn thấy bốn từ ABCD lạ lùng như thế này, cái biết ngay đây là câu hỏi từ vựng, đúng không? Aspects, factors, justifications và complications. Đấy, bốn từ khác nhau hoàn toàn như này thì đây chắc chắn sẽ là câu hỏi từ vựng rồi. Dịch luôn, đúng không? Bác sĩ nói với chúng tôi rằng anh ta là sẽ phải ở lại trong bệnh viện lâu hơn do cái gì đấy. Mà unexpected đấy tức là sự không biết trước được, đúng không? Không mong đợi đấy. Thì chúng mình có từ aspect. Aspect là gì ạ? Aspect, cái này danh từ này có nghĩa là khía cạnh. Khía cạnh, ví dụ như một cái khía cạnh của một cái vấn đề nào đấy. Đấy, thì aspect. Factor là nhân tố. Factor. Bạn hãy kể cho tôi những cái nhân tố mà ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn khi làm bài thi đại học, đúng không? Đấy, factors. Justification, tức là cái sự minh chứng, sự làm rõ
justification hoặc là sự bào chữa. Trong tòa án ấy, thì chúng ta cũng có từ justification, có nghĩa là bào chữa. Còn complication là phức tạp. Thì ở đây nghĩa là anh ấy phải ở lại bệnh viện nhiều hơn là do complication. Nó từ cái từ complicate ấy, complicate tính từ phức tạp. Từ danh từ nó là complication, số những cái sự phức tạp mà nó gì ạ? Unexpected, nó không đoán trước được, người ta không lường trước được những cái phức tạp này, cho nên phải lựa chọn đáp án D là hợp lý nhất. Đối với câu này. Câu 20, this video how you can record CDs using your PC. Thì chúng ta có câu này rõ ràng các em thấy thiếu động từ. This video là chủ ngữ đúng không? Chưa có động từ của từ này. Theo cái how you can record cái gì đấy thì đây gọi là mệnh đề, danh từ, nó đóng vai trò làm tân ngữ của câu này. Được chưa? Thế là this video này làm cái việc gì đấy? Cái việc đấy tức là cái việc là làm thế nào bạn có thể là thu được CD sử dụng máy tính cá nhân của bạn. Thì toàn bộ cái how you can record CD using your PC đấy là toàn bộ cái mệnh đề danh từ, hay nó là mệnh đề tân ngữ. Thế còn bây giờ this video này thiếu động từ của nó, thì động từ của nó bây giờ chúng ta lựa chọn là gì ạ? Động từ nào theo nghĩa? Samples là ví dụ, surveys đây là danh từ, A và B là danh từ, một cái là ví dụ mẫu, một cái là survey là khảo sát, đúng không? Chỉ có C và D là động từ này, determines và demonstrate. Thì determines là tìm ra. Lưu ý nhé, từ này các em vừa hay đọc sai là một, thứ hai là các em không nhớ nghĩa. Determined thì từ này nhớ cái này đọc là mean, determine. Mà determine này thì nó bằng với find out, nghĩa tìm ra. Và đừng có chớ có nhầm với lại to be determined, to do something. Thì cái từ này lại nghĩa là quyết tâm làm gì? Em rất quyết tâm thi ở Đại học Ngoại thương Hà Nội. I'm determined to, thì ạ, vân vân. Thì là quyết tâm làm. Thế còn cái determined động từ không thôi thì lại mang nghĩa là tìm ra, được chưa? Thế còn là cái từ demonstrate ở đáp án D, đây cũng là đáp án D luôn. Demonstrate có nghĩa là chứng minh, giải thích, minh họa. Thì cái video này sẽ minh họa hoặc là sẽ giải thích một cách có ví dụ cụ thể gọi là demonstrate. Làm thế nào bạn có thể ghi được CD mà sử dụng máy tính cá nhân của mình. Rồi, câu 21. Câu 21 nhìn ABCD lập tức lại cũng là câu hỏi về từ vựng. Vậy cần cái gì để mà mở rượu? Đúng không ạ? Thế bạn có nhìn thấy cái đó ở đâu không? Thì bây giờ các em để ý nhá. Con vật vụn là từ mới thôi, bây giờ cũng phải học một chút. Thì đây toàn là những cái vật dụng trong nhà. Thì chúng ta có từ corkscrew. Corkscrew thì cái này là đúng của chúng ta này. Corkscrew có nghĩa là cái mở nút chai. Nếu ta biết từ này thì là đúng luôn. Corkscrew. Thế còn lại này, từ screwdriver. Screwdriver. Cái này là cái tu vít. Danh từ screwdriver, cái tu vít. Thế còn spanner. Cái này danh từ này có nghĩa là cái cờ lê mỏ lê đấy, spanner. Thế còn một từ nữa là từ lever. Danh từ này đấy, thì lại có nghĩa là cái đòn bẩy. Đòn bẩy. Thế muốn mở chai rượu thì phải dùng cái nút chai. Thì chúng ta sẽ dùng cái từ gì ạ? Corkscrew. Corkscrew. Và đây là đáp án A. Câu 22. What Disney's production has made some of the best films in the history of cinema. Nào, cái What Disney này các em biết rồi chưa? Tức là hãng phim gì ạ? Hoạt hình. Thế hoạt hình là từ gì? Thì chúng ta có luôn phim hoạt hình, đó là từ animated. Animated film, đây là phim hoạt hình. Phim hoạt hình. Thế còn là cái từ motif, nó là chuyển động. Và mình không dùng từ motif trong cái tình huống này, không dùng luôn. Mình chỉ dùng phim nhựa thì mình có một cái từ mà các em cũng có thể biết, đó là từ motion picture. Đấy, phim nhựa. Đấy, thì dùng từ motion picture. Chứ còn lại tôi không nghe từ motif phim bao giờ. Và motion pictures đi với nhau. Đấy, còn animated phim thì là phim hoạt hình rồi. Thế còn lại là không có phim amateur đúng không? Đấy, cũng không có phim active. Đấy, lưu ý nhá. Đấy, ở đây chúng ta phải lựa chọn đáp án B. Câu 23. The old airport will be be to a huge park and a playing field.
đúng không? Đáp án A của chúng ta là converted, đáp án B là convicted, đáp án B là complemented và đáp án D là turned. Bây giờ là cái sân bay cũ sẽ được chuyển sang cái công viên, một cái công viên to và một cái sân chơi rất là rộng, đúng không? Thì chuyển sang thì chúng ta có cái đáp án A, converted. Từ to convert có nghĩa là chuyển, convert cái gì into, chuyển sang. Đấy, convert to hoặc là convert into được chuyển sang. Thì cái từ convert nó hay hơn từ change, change là thay đổi. Thì convert là phải cho tác động con người, và convert sang một cái gì đấy. Đấy, thì nó dùng từ convert chuyển sang. Còn convict là kết tội, đáp án B. Cái từ convict, convict hay đi với từ ở kết tội với cái gì thì không phải. Tiếp theo chúng ta có từ complemented, nghĩa là được đền bù, được bổ sung. Thì complemented cũng không phải. Complement, đền bù và bổ sung. Chúng ta có một cái tính từ nhé, complement, chúng ta có một cái tính từ là complementary. Tính từ này nó giống như là free, miễn phí, bổ sung hay gọi là miễn phí. Ví dụ như là cái coupon ấy, đúng không? Bạn mua cái coupon này sẽ được một cái đồ uống miễn phí. Cái này có thể dùng là with complimentary drinks. Ví dụ thế. Tiếp theo là chúng ta có từ gì ạ? Từ turned là xoay. Thì cũng không phải. Không phải là được xoay, xoay chuyển. Đấy không phải. Đúng không ạ? Đây ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là được chuyển sang thành một cái công viên to và một cái sân chơi. Câu 23 nó lựa chọn đáp án A. Và câu 24. Câu 24 của chúng ta như sau. The government issues a statement the use of drugs in sports. Chính phủ đã ban hành một cái luật mà sẽ gì đấy, cái việc sử dụng cái chất ma túy trong thể thao ấy. Drugs ở đây là ngoài nghĩa là thuốc thì nó còn nghĩa là chất ma túy, những cái chất độc dược trong thể thao. Thế đây rõ ràng là mang nghĩa là cấm, đúng không? Cấm hoặc là không không cho phép. Thì bây giờ chúng ta có đáp án A là convicting, đáp án B complaining, đáp án C condemning, đúng không? Và đáp án D là sentencing. Thì các em sẽ lựa chọn đáp án nào? Đáp án nào? Thì lưu ý này, từ convict. Convict, từ này có nghĩa là kết tội, cái đáp chúng ta vừa học xong. Từ complain, từ này có nghĩa là phàn nàn, không phải, đúng không? Chỉ có hai từ mà các em có thể nhầm, đó là cái từ condemned và cái từ thứ hai đó là cái từ sentence. Condemned và một cái từ thứ hai đó là từ sentence. Thì hai cái từ này các em có thể dễ bị nhầm nhất trong cái câu này, vì cả hai từ này đều mang một nghĩa hơi tương tự như nhau. Thì bây giờ lưu ý nhá, một là cái từ này các em thấy là cái quen đúng không? Bình thường mình đọc là sentence có nghĩa là câu, nhưng ở đây không phải là câu gì cả. Đây là động từ sentence, nó không phải là một từ nữa, nó là một ten, sentence. Cái từ sentence này có nghĩa là tuyên án, tuyên án. Tức là tuyên án bao nhiêu năm tù ấy, thì dùng từ sentence. Ví dụ như là một lời tuyên án mất 20 năm, đấy, a 20 year sentence. Đấy, ví dụ thế. Thế còn condemn này là cái sự kết án, kết tội này. Kết án thì là chính phủ mới đưa ra một cái gì đấy, một cái luật, đúng không ạ, là sẽ kết án, kết tội đấy, những cái việc sử dụng ma túy trong thể thao. Thì các em phải sử dụng cái đáp án C này, tuyệt đối không dùng convict nhé, convict thì đi về ở đấy nhá. Rồi những câu hỏi từ vựng có vẻ chúng ta không phân biệt được, đúng không ạ, thì chúng ta phải làm nhiều lên, luyện tập nhiều lên, chúng ta mới có thể cảm thấy dễ thở hơn ở phần này. Thế bây giờ sẽ là câu 25. You can increase your body's glucose intake by drinking plenty of fresh orange juice, which is a great source of vitamin C. Bạn có thể tăng cái gì đấy của cơ thể đối với cái việc cảm cúm bằng cách uống nhiều những cái nước uống hoa quả tươi, mà nó là một cái nguồn lớn với nguồn vitamin C, đúng không? Nào, câu 25, đầu tiên cái từ firm. Cái từ firm nghĩa là gì? Firm nghĩa là cứng, cứng. Thì danh từ của nó là firmness, tức là cái sự cứng. Hoặc ví dụ như là cái ăn ổi, cái cùi của nó ấy, nó gọi là firm, đúng không ạ? Cùi. Còn intake là lượng hấp thụ. Intake, danh từ, lượng hấp thụ. Còn resistance là sự kháng cự, và restriction là sự ngăn cấm.
Thế bây giờ là tăng cái sức đề kháng không? Cái tăng sức đề kháng thì chúng ta dùng từ resistance, sức đề kháng. Chứ người ta không dùng cái từ restriction, thì restriction là cấm chứ không phải là đề kháng nữa. Thế là chọn đáp án C. Được chưa? Tiếp theo, câu 26. Tiếp tục là một câu hỏi từ vựng. Despite knowing that it was a bad thing to do, Sam felt a strong desire to steal the money. Mặc dù biết rằng, despite chúng ta cộng với lại với mình, đúng không? Despite knowing that it was a bad thing to do, đúng không? Mặc dù biết rằng đó là một cái điều xấu, nhưng mà Sam vẫn cảm thấy có một cái gì đấy mạnh mẽ là phải ăn trộm cái tiền này, đúng không? Thì đáp án A của chúng ta có từ obsession. Đây là danh từ ám ảnh. Obsession. Từ thứ hai, compulsion. Từ này có nghĩa là một cái sự thúc đẩy mạnh mẽ. Chọn luôn đáp án B này. Thế còn cái từ exaggeration. Exaggeration. Cái danh từ này có nghĩa là sự phóng đại. Phóng đại thì không phải. Đúng không? Tiếp theo là chúng ta có từ outlet. Thì có nghĩa là cống rãnh hoặc là cái chỗ lối thoát. Outlet. Thì bây giờ các em thấy nhá, bây giờ cô ấy cảm giác là cô ấy có một cái sự ép buộc ấy, đúng không? Thúc đẩy mạnh mẽ là phải đi ăn trộm ấy. Đấy. Thì chúng ta phải dùng cái từ compulsion thì nó mới là cái từ hợp lý nhất để nghĩ ở đây. Câu 27. The police kept the suspect under the 24 hours a day as they were afraid he would try to leave the country. Cảnh sát giữ những cái kẻ nghi ngờ. Chúng ta có the suspect. Ở đây là những cái kẻ tình nghi. Kẻ tình nghi, dễ tình nghi đấy, the suspect. Under gì đấy, chúng ta có một cụm, đó là keep somebody under observation. Đặt ai dưới cái sự quan sát hoặc theo dõi. Theo dõi, chung là theo dõi người này. Under observation, đấy đó. Thì phải lựa chọn cái đáp án A mà đáp án đúng. Chứ không phải là treatment là điều trị, không phải resistance là kháng cự, và không phải là obsession, tức là cái sự điện ám ảnh. Ở đây là cảnh sát giữ kẻ tình nghi là phải giữ cái sự quan sát với 24 giờ một ngày. Bởi vì họ sợ rằng là anh ta sẽ tìm cách để trốn khỏi cái đất nước này. Đúng chưa? Rồi, câu 28. British Rail apologized for the delay to this service, which is the due to the breakdown of another train on the railing line ahead. Đúng ạ. Rồi, câu này rất dễ. Các em nhìn thấy nhá. May quá lại quay lại một cái mà chúng ta còn chắc chắc một tí đúng không? Có chữ tu. Chữ tu thì bây giờ result tu thì không có đâu. Result thì có hai kiểu, một là result in, hai là result from. Result in là gây ra kết quả gì sắp đến. Thế còn result from có nghĩa là có kết quả từ cái gì. Ví dụ nhá, anh ấy học chăm, đấy, kết quả là anh ấy siêu, ok, result in. Anh ấy siêu là có kết quả từ cái việc anh ấy học chăm. Hai cái này nó ngược nhau, nhưng không có result tu. Đấy chưa? Ông tu thì có, nhưng ông tu nghĩa là nợ. Because không đi vì tu. Nhưng mà because of, nếu mà because of là bởi vì, thì because of nó bằng due to. Và nó sẽ bằng lại là owing to, nghĩa là do. Chứ không phải là dùng là từ owner ở đáp án B. Thế nên ở đây các em phải chọn đáp án D mới là đúng. To be due to nghĩa là do cái gì? Nó bằng to be because of. Nhá, cái nhà ga British Rail đúng không? Xin lỗi về cái sự chậm trễ về dịch vụ này. Cái này nó là do, is due to, nó là do. Nó because thì cũng mệnh đề, because of thì được. Thì nó bằng due to, nó là do cái sự hỏng hóc, breakdown. Là danh từ hỏng hóc của một cái tàu khác trên cái đường dây tàu hỏa ở phía trước. Ahead là phía trước. Và bây giờ thì tiếp tục với câu 29. 29, câu 29 này thì cũng là một câu mà các em có thể làm được ấy. Tôi nghĩ thế. Đó, vì là chúng ta nhìn đến cái cụm nhá. On the. Thế thì on the cái gì? On the place, on the minute. On the minute là không được rồi đúng không? Rồi in the minute chúng ta không có on the minute. On the bed. Bed on thì ok, không có on the bed. On the spot. On the place hay on the spot? Thì game nó chọn là on the spot đúng không? Thì on the spot có nghĩa là ngay lập tức. On the spot thì nó sẽ bằng với lại immediately.
ngay lập tức. Hoặc là có thể bằng từ at once. Nhưng mà thậm chí hai cái từ này nó vẫn còn không mạnh bằng từ on the spot. On spot tức là ngay chỉ điểm, ngay cái điểm đấy phát làm luôn, có luôn, thì là on the spot còn nhanh hơn là immediately cơ. Được chưa? Now, I cannot give you an answer on the spot. I will have to think about it for a few days. Tôi không thể đưa cho bạn câu trả lời ngay lập tức được. Tôi cứ nói cái trả lời ngay lập tức được, và tôi sẽ phải nghĩ một vài ngày, đúng không? Câu 30. As if you're trying to work while you're traveling, why don't you try buying a laptop with my do the? Chúng ta lại có cụm thành ngữ đúng không? Do the gì đó. Thì chúng ta có do the game, do the trick, do the spot và do the play. Thế đây bắt buộc các em phải dùng tôi từ do the trick, không có những cái từ khác luôn. Do the trick có nghĩa là giải quyết được vấn đề. Solve the problem. Giải quyết vấn đề. Solve the problem. Cho nên là các em phải lựa chọn đáp án đúng ở đây phải là đáp án B. Tại sao lại thế thì tôi không biết. Nó thế. Câu 31. I'm afraid I am addicted. Đây là một câu giới từ. Không, bây giờ chúng ta đã bắt đầu gặp câu giới từ rồi đúng không? Addicted nhá. Addicted này các em phải đi với giới từ tu. Nghĩa là nghiện cái gì đấy. I'm afraid I'm addicted to coffee. I cannot wake up or no work without it. Tôi e rằng tôi nghiện cà phê. Tôi không thể tỉnh dậy hoặc là làm việc mà không có cà phê. Nên là các em phải lựa chọn. Cái đáp án D là đáp án đúng. Câu 32. In the recent research, you should wear sunscreen on your face even in winter. Thì trong cái gì đấy của cái nghiên cứu gần đây thì bạn nên phải bôi kem chống nắng trên mặt, thậm chí là mùa đông phải bôi, đúng không? Rồi, đáp án A là chúng ta có từ shadow với là bóng, đáp án B là light là ánh sáng, đáp án C là show trình diễn, và đáp án D là proof. Proof nghĩa là bằng chứng. Yeah. Nhưng mà ở đây chúng ta là trong cái ánh sáng của cái cuộc nghiên cứu gần đây, ý tức là cái cuộc nghiên cứu gần đây đã cho chúng ta một số cái phát hiện mới ấy, thì chúng ta phải dùng cái từ light, in the light of, thì là đáp án đúng của chúng ta. Đúng là cái cụm rất hay, nghĩa là trong cái phát hiện của cái nghiên cứu mới á thì như thế, chứ chúng ta không dùng từ bóng và shadow, không dùng cái bằng chứng. Nếu bằng chứng thì hay nhất là các em phải dùng cái từ là như là một cái bằng chứng, nhưng vấn đề đây cũng không phải là bằng chứng gì cả. Với cái vấn đề là để bôi kem chống nắng, nên bôi kem chống nắng vào mùa đông, kể cả mùa đông phải bôi thì nó không phải là bằng chứng, đúng không ạ? Đấy nhá. Câu 33. My did a reaction to his letter was to phone him and complain, but in the end I decided not to. Nào, cái phản ứng đầu tiên của tôi đối với cái lá thư của anh ta là phải gọi điện và phàn nàn. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi quyết định lại không làm như vậy, đúng không ạ? Thì cái này cũng là một câu hỏi về từ vựng. Thì chúng ta có những cái từ như sau. Từ innate, đáp án A. Innate. Đây là tính từ, có nghĩa là bẩm sinh. Không phải nha. Đáp án B là direct, là trực tiếp. Chúng ta biết rồi nhưng không phải. Đáp án C là obvious. Obvious có nghĩa là rõ ràng. Không phải. Và cái đúng của chúng ta phải là từ initial. Nên là đúng. Initial nghĩa là đầu tiên. Thì chọn đáp án D mới đúng. Initial, đầu tiên. Phản ứng đầu tiên là my initial reaction. Thế thì sẵn từ của nó là initially. Lúc đầu thì như thế nào cũng là. Đúng không? Cũng được. Nào, tiếp tục. Câu 34. I'm afraid you will have to make a decision at once. We have no time to. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải quyết định ngay lập tức thôi. Bây giờ phải quyết định ngay là thi trường nào đi, đúng không ạ? Chúng ta không còn thời gian để gì ạ? Để mà dư thừa, để mà rảnh rỗi nữa. Nếu mà nào chúng ta có từ save là tiết kiệm. B, spare. Spare tức là dư thừa hoặc là rảnh. Nếu các bạn biết là trong cái thời gian thừa, in my spare time, nó giống như là in my free time. Thực tế ra khi các bạn học ở trường thì các bạn hay nói là in my spare time với lại in my free time nghe giống giống nhau. Đó, trên thực tế thì không phải. Cái free là rảnh rỗi, là rảnh rỗi là không có gì để làm. Thế còn là cái spare thì nó hơi mang tính chất là thừa ra. Giống nhau nhưng mà cũng có một chút khác. Thế còn draw là để rút. Và đây là adjust. Adjust thì nghĩa là điều chỉnh.
Thế ở đây chúng ta không dùng từ adjust mà chúng ta dùng với tôi từ spare, dư thừa, rảnh rỗi thì chọn cho là B nhé. Câu 35. It took my sister some time to get used to living on an island, but she began to like it. Yeah. Chị gái của tôi mất một khoảng thời gian để làm quen. Cái từ get used to, các em nhớ là get used to. Get used to, hoặc là to be used to, hoặc là to get to be accustomed. Do cũng đều phải cộng với going, nghĩa là bắt đầu quen. Rồi, cái việc gì? Danh từ, danh động từ. Bắt đầu quen với công việc gì? Được chưa? Bắt đầu quen với việc gì? Bây giờ chúng ta sẽ có là chị gái tôi, đúng không? Mất một khoảng thời gian để làm quen với cái việc sống ở trên một hòn đảo. Thế nhưng bây giờ nhưng cuối cùng thì lại bắt đầu cảm thấy thích rồi, đúng không? Thế bây giờ nhá, đáp án A của chúng ta có từ initially. Từ này các em biết rồi đúng không? Đầu tiên này, instantly. Từ này có nghĩa là nhanh chóng, biến liền, ngay lập tức. Đấy. Eventually. Từ eventually thì từ này giống như là từ finally, hoặc là từ in the end. Cuối cùng thì, cuối cùng thì cô ấy lại cũng bắt đầu cảm thấy thích nó. Thì là chọn đáp án C là đáp án đúng của chúng ta. Đấy, eventually. Thế còn constantly. Constantly từ này có nghĩa là một cách khá thường thường, thường xuyên, ổn định. Đấy, thì dùng từ constantly. Vậy ở đây theo ngữ nghĩa thì chúng ta phải lựa chọn cái từ eventually mới là từ chính xác. Thế như vậy là chúng ta cũng đã đi được hơn 1/3 của đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một bài đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một bài đề từ và đoạn văn. Thế cái lưu ý là thực ra chúng ta cũng vừa trải qua một số câu về từ vựng cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Và tôi cũng nghĩ là có nhiều em không làm được một số câu trong cái phần vừa rồi. Thì các em cũng cố gắng lên làm nhiều đề thì rồi chúng ta cũng sẽ quen hơn thôi. Thông thường thì cái bài điện tử và đoạn văn thì khó hơn bài điện tử và câu như cái bài vừa rồi chúng ta làm, tức là bài này thậm chí còn khó hơn nữa, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì cũng lại có những bài cũng không khó lắm, tùy từng bài, tùy từng đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái bài điện tử và đoạn văn này. Thì để làm thì cái bước đầu tiên làm cái bài điện tử và đoạn văn là các em phải đừng có nhìn vào các câu hỏi nữa. Cách làm bài lại khác nhau, đúng không? Cái chiến thuật làm bài này đó là các em phải đọc hết từ đầu đến cuối bài đã để chúng ta lấy ý đã. Sau đó chúng ta mới đọc từng câu và lúc đó chúng ta sẽ quyết định là chọn từ gì, làm từ gì, chọn từ gì. Thế bây giờ chúng ta sẽ dịch qua cái bài này đã. Khi Hotmail được gì đấy năm 1996 thì nó không phải là một thành công như bây giờ, đúng không? Nhưng mà trên mỗi cái email được gửi gì đấy của Hotmail á, thì lại có một cái dòng ở dưới nó nói rằng là hãy nhận lấy cái địa chỉ email cá nhân hoàn toàn miễn phí của bạn ở hotmail.com. Điều này đã cung cấp một cái quảng cáo miễn phí cho họ. Cái ý tưởng đơn giản này sau đó đã gì đấy và Hotmail đã lấy lại được ICQ. Cái mà gì đấy mang nghĩa là ICQ, một cái dịch vụ tin nhắn nhanh chóng mà có thể gì đấy trong một cách tương tự và làm sao đấy. Cái sự phổ biến của ICQ đã phát tán rất rộng rãi bởi vì người dùng chuyển gợi ý nó cho những người bạn. Vì vậy mà có thể có những người bạn để có thể là nói chuyện trực tuyến được. Phần đông những cái người dùng Internet đã sử dụng nó và nó đã cuối cùng gì đó bởi Netscape để mà kiểm soát cái sự cạnh tranh. Đây là những cái ví dụ của một cái điều được coi như là một cái truyền thông gì đấy. Chúng ta cũng không biết một viral là gì đúng không? Kệ. Đúng không? Một cái truyền thông gì đấy được gọi như thế bởi vì cái tin nhắn này được phát tán đi giống như một loại virus đấy, chúng ta hiểu luôn đúng không? Trước đây thì nó là Rolls Royce chưa bao giờ cần phải quảng cáo, mặc dù là cái gì đấy nó cái chi phí cao của những cái ô tô xa xỉ, bởi vì cái người dùng thì hơn cả hạnh phúc đúng không, là khi kể với bạn bè và hàng xóm là họ thỏa mãn như thế nào. Thế thì ngày nay nếu như bạn cái gì đấy Internet thì mỗi một cái từ có thể được phát tán trong khoảng nửa giây đồng hồ và trong một ngày thì bạn có thể liên lạc một cách không trực tiếp với hàng triệu người. Đấy thì đấy, ví dụ như là thế. Thì đây là một cái sơ bộ mà chúng ta lại dịch sơ bộ thế để chúng ta hiểu là bài này nó nói về Hotmail rồi thì nói về một số cái về Internet đúng không ạ? Thế bây giờ đây là bắt đầu vào câu 36. When Hotmail was gì đấy up, có từ established,
late, set và began. Các em phải chọn đáp án C. Đó là set up. Từ set up nó bằng với lại từ establish. Bằng với establish. Thế nếu mà establish thì không cần up nữa. Đúng không? Khi Hotmail được thành lập năm 1996 thì nó không thành công như bây giờ. Đúng không ạ? Tiếp tục. But on every email sent gì đấy Hotmail gửi qua Hotmail đó thì là qua hay dùng từ gì? Into, along, inside hay là via? Thì có 37 các em phải chọn đáp án D với là via. Qua, qua Hotmail, qua cái gì dùng từ via? Yep. Nó không có từ by, nếu mà dùng từ by thì đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể dùng nữa. Không dùng từ từ along, không dùng từ inside, không dùng into được, đúng không? Đấy, có một cái dòng vân vân này, cung cấp cho họ một cái quảng cáo miễn phí này. Cái ý tưởng này sau đó là paid gì? Paid up, paid back, paid off hay là paid for? Thì hầu như là nhá, paid up. Paid up thì là trả, trả gì ạ? Trả hết nợ thì mới dùng từ paid up. Paid back thì trả lại cái gì, đúng không? Paid off và paid for, nếu paid for là trả cho cái gì? Thì cái đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C. Paid off thì paid off nghĩa là nó gọi là trả giá, nhưng mà ở đây là vì mang tính chất là có ý nghĩa tích cực. Thế nên paid off lại mang nghĩa là nó trở nên thành công, đúng không? Và nó đền đáp lại đấy, paid off là đền đáp lại đấy. Được chưa? Thì cái ý tưởng này sau đó đã được đền đáp và Hotmail đã đủ mạnh để mà có thể nắm giữ được cái ICQ. Mà cái ICQ này nó gần gần giống như là ICQ. Cái để ý không? ICQ. ICQ với lại là ICQ. Tôi tìm thấy bạn ấy, đúng không? Thế cái ICQ này coi như là nó giống như là gọi là cái từ for này, dùng từ gì ạ? Pounds for, hay represents for, hay là looks for, hay là stands for. Thì khi mà các em đã hiểu là ICQ nó giống như là ICQ, đúng không? Thì tức là nó là đồng nghĩa là cái từ stand for. Stand for có nghĩa là, có nghĩa là ICQ thì nó stand for, tức là I là I này, SIC là SIC này, Q là stand for, tức là như thế, hiểu không ạ? Tức là nó viết tắt của những chữ gì thì viết tắt của chữ kia đấy. Hoặc ví dụ UFO thì stand for ý nghĩa là gì đấy, unidentified flying, vật thể bay không xác định á, object, nó viết tắt như này thì viết ra từ UFO không? Đúng ạ. Đấy, thì stand for nó là như thế. Đấy, thì ngoài từ này ra thì các em cũng nhớ thêm một cái từ nữa là từ abbreviation. Thì từ này cũng là từ viết tắt, nhưng đây là danh từ, đúng không? Thế còn đây động từ stand for là viết nghĩa ra là như thế kia thì abbreviation lại khác. Đấy, thì từ này thì 39 thì chúng ta phải lựa chọn cho tôi cái từ stand. Đó là ở đáp án D, stand for ICQ thì bằng ICQ. Được chưa? Rồi tiếp tục. An instant messaging service, một cái dịch vụ tin nhắn ngay lập tức. Mà 40 của chúng ta, mà này, nó đã gì đấy? Đấy, theo một cái cách tương tự và đã made a gì đấy. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có từ là cái gì đấy off này, đã có 40 này, nó let off, nó set off, nó took off, hay là nó gave off. Đúng không? Thế là bắt đầu với nhá, với cái từ gave off. Gave off thì có nghĩa là ví dụ như là xả hơi ấy, mình dùng từ gave off. Cái này nói chung là không có dùng mấy. Take off thì là có nghĩa là cất cánh, không phải máy bay cất cánh, không phải nhá. Cái từ set off, khởi đầu, thì từ này là từ chính xác của chúng ta, set off. Ở đây là một cái dịch vụ tin nhắn mà nó khởi đầu theo một cách tương tự như vậy. Đấy. Và nó đã tạo nên một cái gì ạ? Một cái gọi là 41, chúng ta có từ fortune, treasure, wealth và prosperity. Thì với cái câu 40, chúng ta phải dùng từ set off. Cụm này có nghĩa là nó khởi đầu. Set, đáp án B. Và câu 41, made gì? Chúng ta có made a fortune. Made a fortune có nghĩa là kiếm lời. Thế còn treasure thì không có. Made a treasure tức là làm cái kho báu, đúng không phải? Wealth có nghĩa là sự giàu có, chưa phải. Và prosperity thì càng không phải, có nghĩa là sự thịnh vượng thì càng không phải. Thế cho nên đây chúng ta phải dùng từ make a fortune, có nghĩa là kiếm lời. Fortune vừa là may đấy, ăn may vừa là kiếm lời. Fortune. Câu 42, nó phần đông cái người dùng đã dùng nó, đúng không ạ?
và cuối cùng thì nó đã được kiểm soát toàn bộ ấy, thì chúng ta dùng cái từ take over. Take over là kiểm soát tình hình đấy. Thì ở đây bắt buộc là các em phải dùng over, chứ em không dùng brow, down hay under 42 thì chúng ta làm đây. Take over, được kiểm soát. Không có take brow luôn, không có take down, take under không có luôn. Chỉ có mỗi take over, tôi hy vọng các em làm đúng câu này. Rồi, câu 43. It used to be repeated hay là spoken, explained hay said that. Người ta thường hay gì ạ? Nói rằng, đúng không? Dùng từ said thôi, repeat là lặp lại, spoken thì người ta không bao giờ dùng là to be spoken that, chỉ nói thôi. And speak nó khác gì với say? Say thì khác gì với lại speak nhỉ? Để mà chúng ta phân biệt cái spoken với cái said trong câu này. Bao giờ người ta cũng dùng là it is said that, là nói rằng là nói một câu gì đó. Thế còn speak, speak giống như kiểu là speak English, nói tiếng Anh ấy. Thì nói một cái ngôn ngữ ra thì là cái cử động mồm thì mình dùng từ speak. Đến khi mà speak cộng với nghĩ để ra nó thành một câu thì gọi là gì ạ? Say, nhớ chưa ạ? Đấy nhá. Đấy, thì là ở đây mình phải dùng là người ta nói rằng Rolls Royce thì không bao giờ cần được quảng cáo cả. Đấy, thì used to be said that. 43 cái mình chọn đáp án D. Đấy, chứ mình không dùng từ spoken. Repeat với explain là giải thích, với lại nhắc lại thì mình cũng không dùng. Câu 44. Người dùng thì hơn cả hạnh phúc, bất chấp cái gì đấy. High cost, thế đây có từ very với từ is, từ the và từ a, đúng không ạ? Thì đây là bất chấp cái chi phí cao của những cái ô tô sang trọng, thì mình chỉ dùng cái từ gì thôi ạ? Từ the thôi. Ở đây các em nhớ là nó là cụm danh từ, nó phải có the cộng với danh từ một, of the danh từ hai. Đấy, thì ở đây thì thấy là chúng ta thấy là nó chưa có the đứng ở đầu câu. Nếu mà đã có of the thì các em đừng bao giờ dùng từ o. Từ o ở đáp án đây là sai ngay, không bao giờ có o xong rồi of the cả. Đó, của cái gì rồi thì xác định rồi thì là the. Thế còn các em không dùng từ very, bởi vì là nếu mà very thì vẫn phải là the, very high cost, nó không thể thiếu đi từ the được. Thế còn từ is ở đây cũng không ổn. Đấy, bởi vì là bất chấp cái chi phí cao của những cái ô tô của nó thì ok, tức là is luxury car thì ok, chứ không phải là is high cost. Đấy, cái high cost nó chỉ dùng the thôi, được chưa? Rồi nhá, tiếp tục. Bởi vì những người chủ này rất là hạnh phúc, thì nói rằng là gì đấy ạ, với hàng xóm rằng họ thỏa mãn như thế nào với cái dòng xe này, đúng không? Tuy nhiên nếu như bạn gì đấy, nếu như tức là ở đây nếu như là bạn associated, tức là bạn cộng tác, join là tham gia, connected là kết nối, và downloaded tức là tải một cái gì đấy về. Thế là nếu như bạn có kết nối với internet, đúng không, thì từ ngữ có thể được phát tán trong một nửa giây, và trong một ngày bạn có thể liên lạc một cách không trực tiếp với hàng triệu người. Thì rõ ràng ở đây mình phải dùng từ kết nối. Đấy, ngày nay kết nối với internet là phải rất là thường xuyên, đúng không? Thì 45 các em chỉ cần là dùng gì thôi. 44C này, 45C, connected. Ai cũng cần phải connected, đúng không? Hoặc là access to the internet, truy cập được internet và kết nối với internet. Chứ mình không dùng cái từ cộng tác, từ gia nhập với lại là cái từ tải, đúng không? Ok nhé, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chữa hai bài đọc hiểu. Thế thì bài đọc hiểu thì về cơ bản là các em thường hay ngại làm bài đọc hiểu. Thế nên là điểm của các bài đọc hiểu này thường là mới thấp. Nhưng thực tế ra, ví dụ như cái bài này tôi thấy cũng không khó mấy. Hai cái bài này cũng không khó mấy. Thế vì vậy mà cũng hy vọng là các em sẽ làm được tương đối các câu phần này, vì hầu như các thông tin chúng ta sẽ tìm được luôn. Thì cũng lưu ý ở đây, từ câu 46 cho đến câu 55, 10 câu này, thì chúng ta làm câu nào trước, làm câu nào sau. Thế các em để ý nhé, chúng ta chia ra làm 4 cái dạng câu hỏi, đúng không? Một là dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết, hai là dạng câu hỏi thông tin chung, ba là dạng câu hỏi suy luận, cái gì có thể như này, có thể như kia, và cái cuối cùng đó là dạng câu hỏi từ vựng. Thì ví dụ trong 10 câu này chúng ta thấy là không có câu hỏi từ vựng nào. Thế vậy với ba dạng câu hỏi còn lại thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi tìm thông tin chi tiết trước, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi suy luận sau, và cái câu hỏi zero idea, tức là
cái thông tin chung của toàn bài, cái đoạn văn này mô tả cái gì thì giờ trả lời sau cùng, đúng không ạ? Ví dụ thế. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu, đầu tiên là đọc sơ bộ các câu hỏi. Đấy. Câu 46, đoạn văn này chủ yếu mô tả cái gì? Chúng ta sẽ gạch chân dưới cái từ what, discuss, thảo luận cái gì, đúng không ạ? Atmospheric differences, cái sự khác biệt về khí quyển giữa sao Kim và gì ạ? Trái đất. Sao Kim thì đã mất nước như thế nào? Câu này nghe đã thấy không liên quan rồi, đúng không? Cái sự ảnh hưởng của mặt trời đối với sao Kim có thể, hoặc là cái sự so sánh giữa cái tầng trên và tầng thấp hơn của sao Kim có thể, đúng không? Thì tùy theo cái bài này nói về cái gì. Câu 47, nếu như nói về cái trọng lượng trong khí quyển thì cái tỷ lệ phần trăm của carbon dioxide ở trên trái đất và sao Kim là bao nhiêu? Gần 1000, gần 100, khoảng 1/3 hay là khoảng 90. 48, cái khí gas mà trong cái bầu khí quyển của Venus có nhiều nhất là cái khí nào? Carbon dioxide, khí nitơ hay là oxy và oxy, hay là carbon dioxide và oxy, nitơ, oxy và hydro, hay là carbon dioxide và nitơ. Câu 49, cái gì có thể là cái lý do mà có quá nhiều khí carbon ở trong cái bầu khí quyển của sao Kim? Do không có oxy, do nhiệt độ quá cao, do không có nước và sự sống trên sao Kim, hay là do không có oxy và nước ở trên sao Kim? Câu 50. Đấy, toàn bộ câu vừa rồi là 47, 48, 49 là những câu chúng ta có thể làm được ngay, vì đấy là những câu tìm thông tin, đúng không? Câu 49, cái gì có thể là lý do mà, và đấy là câu 49. Câu 50, cái gì có thể là cái sự giải thích cho cái áp suất thấp ở trên trái đất? Cái thứ nhất đó là khí oxy đã có ở đấy rồi, do cái sự thoát hơi nước, hay là do khí carbon nó hòa tan vào nước đấy, hay là do cái precipitation mà chúng ta không biết, thì chúng ta sẽ quay lại bài sau, đúng không ạ? Câu 51, theo đoạn văn thì cái gì nó gây ra cái áp suất bề mặt của sao Kim? Đáp án A là do đá hòa tan, đáp án B là do mưa nặng hạt thường xuyên, đáp án C do khoảng cách của nó đối với mặt trời, đáp án D là do cái sự cấu thành của cái bầu khí quyển của nó. Câu 52, mục đích của nhà văn khi nói cái câu là nếu như khí carbon mà được giải phóng ra khỏi đá ở trên trái đất, thì câu này ý của nhà văn là gì? Để mô tả một tình huống trái ngược với thực tế, hay để thuyết phục độc giả về một cái quá trình vô hại, hay là để mô tả một cái sự kiện mà đã xảy ra rất lâu trước đây, hay là để giải thích cái gì mà có thể xảy ra trong tương lai? Nếu câu này thì ngay lập tức chọn luôn đáp án A, đúng không? Bởi vì là câu này câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 2 thể hiện một cái hành động trái ngược với thực tế ở hiện tại. Đúng lý thuyết là câu điều kiện luôn, chọn A luôn, đúng không? Câu 53, cái gì có thể gây nên cái sự biến mất về nước ở trên sao Kim? Đáp án A, đó là do cái khối lượng của khí carbon, do áp suất cao và do cái tia cực tím của mặt trời, do áp suất cao và do áp suất thấp bề mặt, áp suất thấp của bề mặt, và do cái áp suất cao và do cái nhiệt độ thấp. Đấy. Một cái là nhiệt độ cao và áp suất thấp, một cái là do áp suất cao và nhiệt độ thấp. Câu 54, theo luận văn, cái nào sau đây sẽ là cái kết quả từ quá trình hình thành nên khí carbon của trái đất? Một là cái sự tăng về cái sự dày đặc ấy, về khí ở trong cái bầu khí quyển của trái đất, hay là một cái tỷ lệ tăng mà cái tỷ lệ mà cái đất đá nó sẽ hòa tan, nó sẽ tăng lên, hay là do cái lượng tăng của khí carbon trong đá của trái đất, hay là cái sự mở rộng của đại dương trên trái đất? Và câu 55, theo đoạn văn thì cái gì sẽ xảy ra với khí oxy ở trên sao Kim? Đáp án A là hầu hết cái khí oxy này sẽ bị hấp thụ bởi đá. Câu B, nó được giải phóng khỏi nước và sau đó sẽ kết hợp với những cái chất khác. Câu C, nó sẽ kết hợp với hóa học với khí hydro từ cái môi trường nước, đúng không ạ? Và câu D là nó sẽ dần dần bị thay thế bởi carbon ở trong cái môi trường bầu khí quyển phía trên của sao Kim. Rồi, cái trừ câu 46 ra là câu cuối cùng chúng ta làm, thì bây giờ chúng ta sẽ làm bắt đầu từ câu 47. Câu 47. Thế thì câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A, almost 1000. Và thông tin ở cái đoạn sau, các em nhìn thấy từ cái đoạn mà the atmosphere of Venus is quite different from ours. Measurements taken from the Earth show a high concentration of carbon dioxide in the atmosphere of Venus. In fact, carbon dioxide makes up 96% of Venus' atmosphere. Nitrogen makes up almost all the rest. The Earth's atmosphere, by comparison, is mainly nitrogen, with a fair amount of oxygen as well. Carbon dioxide makes up less than
1%, 0.1% of the terrestrial atmosphere. Đúng không? Một đoạn một cái đoạn đấy. Thì như nào nhỉ? Không khí của sao Kim thì khác so với hành tinh của chúng ta. Các đo đạc ở trái đất cho thấy là cái sự tập trung cao của khí carbon trong không khí của sao Kim. Và trên thực tế thì carbon hãy chiếm 96% trong cái bầu khí quyển của sao Kim. Phần nitơ thì chiếm hầu hết những cái phần còn lại. Và không khí của trái đất đấy, trái lại so với đó thì đa phần là khí nitơ. Và với một cái lượng oxy tương đương với carbon thì chiếm khoảng dưới gì ạ? 0.1% không khí của trái đất. Thế như vậy các em thấy là nếu mà tương quan đúng không về cái trọng lượng trong cái bầu khí quyển thì cái tỷ lệ của trái đất và trên sao Kim thì có phải là gần 1.000 đâu đúng không? Mới một cái thì là không phải carbon thì là chiếm không khí trái đất là 0.1% đúng không? Còn trên thực tế ở trên sao Kim thì chiếm gì 96% đấy nhá. Tiếp theo câu 48, câu 47 chúng ta chọn đáp án A. Câu 48 các đáp án khác là sẽ không vượt đúng không? Khoảng 100 với lại phần 3 với 90 là không phải rồi. Câu 48 câu này nói là những cái khí gì chủ yếu là tổng ở trong cái bầu khí quyển của sao Kim thì nó chủ yếu là cái khí gì? Thì 48 chúng ta được chọn đáp án D. Carbon dioxide và nitrogen. Cũng trong cái đoạn vừa rồi đúng không? Tôi có dịch là gì ạ? Không khí của sao Kim khá khác hành tinh chúng ta này. Các đoạn này trái đất cho thấy là cái sự tập trung cao của cái carbon trong không khí của sao Kim. Thực tế là carbon chiếm 96%. Thế còn nitơ chiếm cái phần còn lại, như vậy là sẽ bao gồm carbon và nitơ. Đúng không? Đáp án C, đáp án D. Cái câu này siêu dễ luôn. Đúng không? Câu 49. Câu 49 thì các em phải lựa chọn đáp án C. There is no world life on Venus. Không có nước và không có sự sống ở trên sao Kim. Thì thông tin nó ở cái đoạn gì ạ? If this carbon dioxide were released from the Earth's rocks along with lower carbon dioxide trapped in sea water, our atmosphere would become as dense and have as high the pressure as that of Venus. Venus slightly closer to the sun than Earth and thus hotter, have no oceans in which carbon dioxide could dissolve or life could help take up the carbon. Nghĩa là sao? Nếu mà cái lượng carbon này mà được giải phóng ra khỏi những cái tảng đá của trái đất đúng không? Và cùng với cái lượng carbon nhỏ hơn ẩn dấu trong nước biển thì không khí chúng ta sẽ trở nên nặng nề và chịu áp lực lớn như ở sao Kim. Vậy như ở sao Kim tức là không sống được đúng không ạ? Và gì đây ạ? Sao Kim thì lại gần đến mặt trời hơn là trái đất. Vì vậy cho nên nóng hơn và nó cũng không có biển là cái nơi mà thì carbon có thể hòa tan vào đó hoặc là có cái sự sống để giúp mà có thể chiếm lấy khí carbon. Ví dụ như có cây xanh thì là gì, có thể là sẽ chiếm lấy là sẽ dùng cái khí carbon này đúng không? Thế cho nên là rõ ràng không có nước và cũng không có cái sự sống ở trên sao Kim. Ở ngay cái đoạn là gì ạ? All life đúng không? Have no oceans, all life. Thế chúng ta thấy rõ ràng là no water, no oceans, all life đúng chưa? Câu 49 là như vậy. Đây thì câu 50. Câu 50 thì đáp án đúng cũng là đáp án C. Carbon dioxide dissolved in water. Câu này tức là gì ạ? Cái gì gây thể hiện cho cái áp suất thấp ở trên trái đất? Thì cái áp suất thấp đó là do khí carbon nó gì ạ? Đã hòa tan vào nước rồi. Thì có cái đoạn như gì ạ? Throughout history, carbon dioxide on Earth has mixed with rain to dissolve rocks. The dissolved rock and carbon dioxide eventually flow into oceans, where they precipitate to form new terrestrial rocks, often weak. The health of life forms. Trong suốt lịch sử của trái đất thì khí carbon trên trái đất đã hòa lẫn với mưa để mài mòn đá. Đá bị mài mòn và khí carbon dần dần nó sẽ điện trôi ra các đại dương, nơi mà nó sẽ ngưng tụ lại để tạo thành cái loại đất đá mới và thường là cũng là để hình thành nên những cái sự sống mới. Đấy, thì rõ ràng là cái áp suất thấp ở trái đất đúng không? Đó là do, đó là gì đây? Khí carbon là đã hòa lẫn cũng là gì ạ? Và nước, hòa tan vào nước rồi, đúng không? Tiếp theo, chúng ta tiếp tục với câu 51. 51, cái gì đã gây ra cái áp suất bề mặt của sao Kim? Bây giờ lại gây ra sao Kim đúng không? Câu 51 của chúng ta, đáp án đúng phải là đáp án D. The combination of its atmosphere. Cái này là sự kết hợp của cái gì đấy? Cái bầu khí quyển của nó.
nhá. Thì có cái câu như này này: the surface pressure of Venus atmosphere is 90 times higher than the pressure of the Earth's atmosphere as a result of the loss of amount of carbon dioxide in the former. Ở đây có một cái từ former, các mình để ý. Former có nghĩa là trước, cái trước và cái sau. Ví dụ người ta nói là Venus, sau đấy là sau khi mà đến trái đất, thì cái former tức là nói sau khi trước mà. Nếu người ta nói trái đất là sau khi thì cái former là nói trái đất trước và cái sau đó. À, former và the later. Lưu ý để chúng ta biết cách người ta so sánh. Thì ở đây nhá, câu này tức là gì đây? Áp lực bề mặt trên cái bầu khí quyển của sao Kim thì gấp 90 lần so với áp lực ở trên trái đất, là do một cái lượng lớn khí carbon ở sao Kim. Cái lâu cái former ở đây là của cái Venus, so với Earth thì là former ở đây là cái sao Kim. Như vậy áp lực bề mặt đây là do cái sự kết hợp của cái bầu khí quyển của nó, là do nó có nhiều carbon quá nên nó mới thế, đúng không? Là nó 1D. Câu 52 thì rõ ràng chúng ta chọn A. Các em nhớ không ạ? Câu 52 chúng ta có câu là nếu như các carbon mà được giải thoát khỏi cái đá của trên trái đất thì sao, thì sao? Thì rõ ràng ở đây là người ta trái ngược với cái thực tế ở trái đất. Đó là trên thực tế thì ở trái đất thì khí carbon là nó hòa lẫn vào trong đất đá rồi, nó lẫn vào đấy rồi, trong nước nó xuống đất đá rồi, đúng không? Thì trái ngược với tình huống hiện tại, chứ không phải để là thuyết phục ai làm gì, không phải mô tả cái gì, không phải giải thích cái gì cả, đúng không? Câu 53, cái sự xuất hiện của nước trên sao Kim thì cái gì có thể gây nên cái sự biến mất của nước ở trên sao Kim? Thì câu 53 các bạn sẽ phải lựa chọn cho tôi đáp án B. High temperature and the sun's ultraviolet rays, tức là nhiệt độ cao và cái tia cực tím của mặt trời. Thông tin ở cái đoạn sau. Also, Venus has probably lost almost all the water it ever had. Since Venus is closer to the sun, that Earth is its lower atmosphere were hotter, even earlier on. The result was that more water vapor went into its upper atmosphere, whereas solar ultraviolet rays broke it up into hydrogen and oxygen. Ngoài ra nhá, sao Kim có lẽ đã bị mất hầu hết nước mà chúng có, mà nó có đó, bởi sao Kim gần với mặt trời hơn trái đất và cái tầng không khí của nó thấp hơn. Thực ra là do đó là thậm chí là nó còn nóng hơn khi mà còn rất là sớm, đúng không? Ví dụ như là 2 giờ đã nóng rồi. Kết quả là nước lại bốc hơi và đi đến một cái tầng không khí cao hơn, nơi mà các cái tia cực tím đã phân chia nó thành khí hydro và khí oxy. Thế cho nên là không có nước và là do cái nhiệt độ cao và do cái tia cực tím của mặt trời, đúng không? Đấy. Tiếp theo, câu 54. Theo đoạn văn thì cái điều này trong số những điều sau đây là có kết quả từ cái quá trình hình thành khí carbon của trái đất. Đấy. Tức là nhớ nhá, những cái này là kết quả từ cái này. Tức là cái cái quá trình hình thành nên carbon của trái đất thì sẽ gây ra cái hậu quả gì, đúng không? Thì câu 54 chúng ta các em phải lựa chọn cho tôi là đáp án C. The accumulation of carbon dioxide in Earth's rock. Không nghe được cái đoạn này. Throughout Earth's history, carbon dioxide on Earth has mixed with rain to dissolve rocks. The dissolved rocks and carbon dioxide eventually flow into oceans, where it precipitates to form new terrestrial rocks, often with the help of life forms. Trong suốt lịch sử trái đất, đúng không? Carbon dioxide, khí carbon trên trái đất đã hòa lẫn với mưa để mà mài mòn vào đá, đúng không? Thế khi cái đá bị mài mòn đấy thì khí carbon sẽ dần dần trôi ra đại dương, đấy, nơi mà nó sẽ ngưng tụ lại để tạo thành những đất đá mới. Thế suy ra là cái quá trình của cái khí carbon trên trái đất sẽ tạo nên cái khí carbon ở trong đá, đấy, được chưa? Rồi 55 nè. Câu 55, theo đoạn văn thì chuyện gì đã xảy ra đối với khí oxy ở trên sao Kim? Thì câu này các em phải lựa chọn cho tôi đáp án B. Thông tin ở chỗ nào ạ? Also, Venus has probably lost almost all the water it ever had. Rồi vâng, đến tận cái đoạn là oxygen has combined with other gases or with iron on Venus' surface. Ngoài ra nhá, sao Kim bị mất hết nước mà chúng có này, bởi sao Kim gần đến mặt trời hơn trái đất, tầng không khí thấp hơn của nó, thậm chí lại còn nóng hơn. Và kết quả là nước bị bốc hơi. Và khi ở tầng không khí cao hơn thì các cái tia cực tím nó sẽ phân ra thành khí hydro và khí oxy. Khí hydro là loại khí nhẹ thì dễ dàng phân tán, trong khi đó khí oxy sẽ kết hợp với các khí khác và với những cái sắt trên bề mặt của sao Kim. Đúng không? Thế cho nên là cái câu 55 này thấy là khí oxy sẽ
gặp phải cái vấn đề gì, thì khi nó thoát ra khỏi nước đúng không, thì cho nên nó sẽ kết hợp với các cái chất khác, kết hợp với cái gì, đấy, kết hợp với các khí khác hoặc với sắp xếp nữa ở trên bề mặt của khí, đúng không, nó bị tách ra khỏi nước mà, thì sẽ phải chọn đáp án B, tức là nó bị giải phóng ra khỏi nước, đúng không, bốc hơi lên giải phóng ra khỏi nước, sau đó lại kết hợp với các khí khác, đấy. Thế đấy là qua toàn bộ bài này các em thấy nó có cái vấn đề giữa sau kim và vấn đề với cái bầu khí quyển của sau kim, bầu khí quyển trái đất đúng không, nước rồi khí carbon rồi khí oxy cái thứ vân vân như thế nào vân vân. Thì ở đây chúng ta quay lại câu 46 của chúng ta, bài văn này chủ yếu mô tả thảo luận cái vấn đề gì, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A, đó là cái sự khác biệt về khí quyển giữa sau kim và trái đất, chứ không phải là người ta mô tả sau kim mất nước như thế nào, không phải mô tả cái ảnh hưởng của mặt trời lên sao kim, cũng không phải là so sánh giữa cái bầu khí quyển ở phía trên và phía dưới của sao kim như thế nào, không phải, hiểu không? Thì chúng ta lựa chọn đáp án đúng câu 46 là đáp án A. Thì đấy là cái bài đọc hiểu đầu tiên của chúng ta. Thế bây giờ các em sẽ tiếp tục sang bài đọc hiểu số 2. Câu hỏi từ 56 đến 65. Ở đây tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái bài đọc hiểu 10 câu nhưng với một cái đoạn văn ngắn hơn một chút. Thì cũng lưu ý là bài đọc hiểu ở trong cái đề thi đại học thì ít nhất là phải tầm 400 từ bài. Thế thì đọc những cái bài nào khi mà các em luyện tập thì các em tìm những bài na ná như vậy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu 56. Ở văn trên chủ yếu mô tả cái gì? Sự phát triển của màu hay là cái lợi ích của cái gì đó? Bài này là bài đã thi rồi đúng không ạ? Cái lợi ích của cái chất khoáng học hay là sự khác biệt giữa cái này cái kia hay là lịch sử của việc cái sử dụng cái thuốc nhuộm vân vân. Câu 57, theo đoạn văn thì cái gì là nguồn của cái thuốc nhuộm mà được sử dụng trước thế kỷ 19? Động vật này, khoáng chất này, đấy, thực vật này hay là chất khoáng học. Câu 58, cái lợi ích của việc sử dụng thực vật cho những cái loại màu đỏ khác nhau là gì? Đó. Câu 59, một cái bất lợi của cái việc nhuộm màu xanh trước thế kỷ 19 là gì? Câu 60, một cái khu vực đúng không? Màu xanh mà ở cái gì đấy của phụ nữ đấy, của những cái quần áo của phụ nữ này đã phát triển lên thành một cái màu xanh nhạt nhạt hơn bởi lý do cái gì? Đúng không? 61, cái thuốc nhuộm màu đỏ thì đến chủ yếu là từ cái nguồn gì? 62, cái thuốc nhuộm hóa học thì so với thuốc nhuộm tự nhiên thì như thế nào? Và câu 63, đó là thuốc nhuộm hóa học thì giữ màu sắc bởi vì nó ít bị ảnh hưởng bởi cái gì? Đúng không? 64, các bạn văn thì cái vấn đề gì dẫn đến cái sự phát triển của những thuốc nhuộm mới sau thế kỷ 19? Rồi câu 65, đó là nhà văn có ý hiểu như thế nào với những từ như là từ block, từ roller hay từ screen? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu 57 trước. Câu 56 chúng ta để cuối cùng, đúng không ạ? Câu 57, đó là cái nguồn thuốc nhuộm được sử dụng trước thế kỷ 19 là cái nguồn gì? Thì chủ yếu là chúng ta dùng đáp án C, đó là plant, từ thực vật. Chúng ta có một cái thông tin ở đoạn sau. Color in textiles is produced by dyeing, by printing, or by painting. Until the 19th century, all dyes were refined from vegetables, or more rarely, animal or mineral sources. Đấy. Chủ yếu là có nguồn từ rau ấy, vegetable nó giống như là gì? Plant, đúng chưa? Rồi, câu 58, 57C, 58, lợi ích của việc sử dụng cái loại cây để tạo nên màu đỏ là như thế nào? Đó, câu 58 như thế này, đáp án đúng của chúng ta cả đáp án A. It was possible to cultivate meadow plant in almost every location. Thông tin ở cái đoạn nhé. Since meadow plants could be grown practically everywhere, the roots of some species of the meadow plant family were used from the earliest period to produce a whole range of breads. Tức là cái meadow plant tức là loại cây gì đấy, đúng không? Sao chúng ta hiểu là đây là cây thiên thảo? Nhưng ví dụ phi thi mà em không biết thì không sao. Từ khi các loại cây thiên thảo mà có thể được sử dụng rộng rãi, thì rễ của nó được sử dụng để tạo nên cái tông màu đỏ. Thế cho nên là rõ ràng người ta có thể trồng cái cây này ở hầu hết mọi nơi và cái cây đó hiện ra màu đỏ, đúng không? Đấy, lợi ích của nó là như thế. Đây, câu 58 là như vậy. Câu 59, một cái bất lợi của màu xanh, cái nhựa phúc lượng màu xanh trước cái thế kỷ 19 đó là gì? Thì đúng chúng ta là đáp án B. Nó như sau. However,
yellow dyes, whether from wealth or some other plant sources that are separate or turmeric, invariably fade or disappear. Đúng không? Thì chúng ta thấy là tuy nhiên là cái thuốc nhuộm màu xanh đấy, đúng không? Thuốc nhuộm màu vàng này, từ những cây hoa vàng, từ những nguồn cây khác, từ những cây nghệ, củ nghệ thì nó cũng đều mờ mất đi. Đấy. Thì là nó sẽ bị mất đi cái nguồn tự nhiên của nó, đúng không? Đấy. Thì các em thấy là tất cả các thuốc nhuộm màu xanh hoặc màu vàng đấy, thì là nó dễ mất đi cái màu sắc nguyên bản của nó, đúng không? Là câu 59. Câu 60. Cái màu xanh, đúng không? Để tạo ra thành cái màu xanh nhạt hơn là vì sao? Thì chúng ta có từ như sau. However, yellow dyes, whether from wealth or some other plant sources that separate or turmeric, invariably fade or disappear. This accounts for the bluish tint of what was once bright green in. For example, Roman tapestry. Đó là tiếp nhá. Điều này giải thích cho những cái vết xanh xanh mờ mờ của những vật có màu xanh sáng. Ví dụ như là ở những cái vật dụng gì của phụ nữ, tapestry, những cái đồ thêu ấy của phụ nữ, đúng không? Thì nó có vết xanh nhờ nhờ vì nó mất màu nguyên bản đi, đúng không? Thì cho nên là đấy, cho nên là nó sẽ bị phai đi. Nên là câu 60 chúng ta là đáp án C. Đó là cái màu xanh này nó là do cái màu vàng nó bị mờ đi, bị phai đi, đúng không? Rồi, tiếp theo, câu 61. Cái màu thuốc nhuộm đỏ thì đến chủ yếu từ cái gì? Thì rõ ràng là chúng ta có thông tin từ đoạn này. The meadow plants could be grown practically everywhere. The roots of some species of the meadow plant family were used from the earliest periods to produce a whole range of bread. Bread animal dyes derived from certain species of scale insects were also highly valued from ancient times through the Middle Ages. Tức là sao? Đối với cái loại cây meadow plant, đúng không? Nó phải được trồng rộng rãi ở mọi nơi này. Rễ của nó tạo ra màu đỏ, ok nhá. Thuốc nhuộm đỏ từ động vật thì có xuất phát từ một số cái loại côn trùng mà có cái tông màu đỏ, đúng không? Và cũng có cái giá trị cao để nhuộm vào cái thời, từ cái thời cổ đại sang thời trung đại này người ta cũng dùng vào động vật nữa. Cho nên là thuốc màu đỏ thì chủ yếu là do gì ạ? Là mê. Là insects. Thực vật và động vật. Câu 62. Tức là cái thuốc nhuộm hóa học thì so với cái thuốc tự nhiên thì như thế nào? Thì 62 chúng ta phải lựa chọn đáp án D. Như thế nào đây? Thì nó có một câu như này. The range of natural colors was hugely expanded and indeed superseded by the chemical dyes developed during the 1800s. By 1900, a complete range of synthetic colors had been evolved, many of which reached a standard of resistance to fading from exposure to light and to washing that greatly exceeded that of natural dye stuff. Nghĩa là sao? Phạm vi màu tự nhiên được mở rộng rất nhiều, được thay thế bởi màu hóa học trong suốt thế kỷ 18. Và cho đến năm 1900 thì một phạm vi hoàn chỉnh, những cái loại màu tổng hợp, synthetic là màu tổng hợp được phát triển. Và phần nhiều trong số đó thì đã đạt đến cái tiêu chuẩn hạn chế cái sự phai màu dưới tác động của ánh sáng. Và đã vượt trội hơn hẳn so với lại cái chất tạo màu tự nhiên, đúng không? Thế cho nên là câu 62 chúng ta phải chọn đáp án D, bởi vì cái câu là gì? Thuốc nhuộm hóa học thì đã mất đi cái độ gì ạ? Sáng này nhanh hơn khi mà gì ạ? Nó đưa ra ánh sáng. Đấy, cái đoạn sau mà tôi vừa mới dịch này nó bị tác động ánh sáng, được chưa? Nó bị phai nhanh hơn so với màu tự nhiên. Câu 63. Cái thuốc nhuộm hóa học giữ màu bởi vì nó ít sao, đúng không ạ? Thì chúng ta có một câu như sau. Cho đến năm 1900 ấy, thì một cái phạm vi màu tổng hợp này đã được phát triển này, và rất nhiều trong đó là đã có nó chống lại cái sự phai màu đối với lại ánh sáng. Đấy, thì là vì là có từ light, đúng không? Light giống như là cái từ gì? Sunshine, sáng mặt trời, hay là như nhau. Thế cho nên ở cái đoạn vừa rồi chúng ta có từ light, thì bây giờ câu 63 chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án light. Câu 64. Theo đoạn văn này thì cái vấn đề gì dẫn đến cái sự phát triển của loài nhuộm, cứ như kết thúc nhuộm mới, đúng không? Thì đáp án đúng của câu 64 này các em phải chọn đáp án A này. Vì sao? Tức là cái thuốc nhuộm mà đã được phát triển trước đây thì nó không có tác dụng trong cái loại sợi mới. Thế cho nên là bắt buộc người ta phải dùng cái thuốc nhuộm mới.
Không tin như này nhá. Much of the research in diets was stimulated by the particularities of some of the new synthetic fibers. Acetate range, for example, seemed at first to have no affinity for diets, and a new range of diets had to be developed. Nylon and terylene present a similar problem. Những nghiên cứu về thuốc nhuộm đã được thúc đẩy bởi những cái tính chất riêng của một số những cái sợi tơ acetate tổng hợp mới. Ví dụ như ban đầu thì không có sự tương đồng giữa những cái thuốc nhuộm mà thuốc nhuộm mới cần phải được phát triển, ví dụ ni lông, vải ni lông hoặc là vải terylene thì cũng gặp những cái vấn đề tương tự như vậy. Cho nên là phải thuốc nhuộm cũ nó không có tác động, không dùng được. Cho nên những cái sợi lại sợi vải mới, thế cho nên là phải thuốc nhuộm mới. Đúng không? Và câu cuối cùng câu 65D như sau. To give examples of textile printing techniques that don't involve dyeing. Tức là sao? Người ta hỏi là cái từ block to roller to screen thì nó là cái ví dụ của cái từ gì? Thì đây là ví dụ của những cái kỹ thuật in lên cái vải này mà nó không ảnh hưởng đến cái việc nhuộm. Cái thông tin ở cái dòng này các em để ý nhá. Nó có dòng như này: The printing of textiles has involved a number of distinct methods, with the exception of printing patterns directly onto the cloth, whether by block, roller or screen. Chúng ta phải tìm cái cụm đấy trong bài đúng không? All these are based on dyeing, that is immersion of the fabric in a dyeing bath. Việc in vải bao gồm có nhiều phương pháp, ngoại trừ việc in hoa văn trực tiếp lên vải thì với những cái vấn đề như là block, roller, screen thì tất cả những vật này đều có thể dựa vào việc nhuộm màu, đó là mình sẽ ngâm vải vào một cái chậu để nhuộm. Đấy, thì đấy là những cái ví dụ của một cái kỹ thuật để mình in vải lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái câu cuối cùng là câu 56. Thì mục đích của bài này chủ yếu là làm cái vấn đề gì thì đúng chỗ nào là bán đê. Họ nói về cái lịch sử việc sử dụng cái thuốc nhuộm tự nhiên và hóa học đối với lại cái vải dệt, đúng không? Tạo màu, để tạo màu với vải dệt. Thì dùng từ history of the use of natural and chemical dyes to color textiles. Chứ không phải là cái sự phát triển của màu tổng hợp, cũng không phải là cái lợi ích của màu hóa học mà có nguồn gốc từ động vật, cũng không phải là cái sự khác biệt giữa nhuộm vài màu với lại là những cái sản phẩm in, mà nó nói về cái lịch sử. Bao giờ những cái câu hỏi mà liên quan đến bạn văn thảo luận cái gì thường nó hay nói về lịch sử cái gì gì đấy, đúng không ạ? Chúng ta cũng biết như thế, thường nó rơi vào cái câu như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài sửa lỗi sai.